Alo, Được nghe. rồi, ok. Thì Vũ xin được gửi lời chào tới tất cả quý chị nhà đầu tư. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong cái bản tin livestream nhận định thị trường được sóng định kỳ vào lúc 8 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh sóng của ITP. Tại đây thì Thủy Vũ cùng với lại anh chị sẽ cùng nhau có những cái góc nhìn cũng như những cái nhận định về các cái cổ phiếu cũng như là các cái tình hình ở thị trường ở trong cái giai đoạn hiện tại. Đồng hành cùng với Thủy Vũ hôm nay thì sẽ có em Kỳ Nguyễn, và cũng rất mong quý chị nhà đầu tư sẽ có những lượt like, lượt share, những cái bàn tay, những cái trái tim để tiếp tục ủng hộ tinh thần cho hai anh em ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn các anh chị có câu hỏi gì thì mọi người cứ tiếp tục đặt ở dưới phần comment, anh em sẽ trả lời anh chị vào lúc 9 giờ 15 phút anh chị nhé. Còn bây giờ thì trước tiên thì sẽ là những cái thông tin, những cái cập nhật của em Kỳ Nguyễn về thị trường của chúng ta sau cái ngày nghỉ lễ cũng như là cái phiên đáo hạn phái sinh và cái định hướng ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Rồi, hello, xin chào quý chị nhà đầu tư nhé. Chúc quý chị một buổi sáng vui vẻ và có những cái kết quả đầu tư nó thuận lợi hơn trong cái phiên giao dịch này cuối tuần anh chị. Thì nhìn nhận về thị trường trong một cái xu hướng ngắn hạn thì chị thấy là trong ngắn hạn thì index nó cũng đã khá là mất cân bằng, và nhìn chung thì tất cả các cổ phiếu nó cũng vậy, chiết khấu từ cái vùng đỉnh đó chị. Index thì chiết khấu từ vùng đỉnh thì đâu đấy cũng gần 100 điểm rồi, và các cổ phiếu nhìn chung nhóm cáp thì nó cũng đã chiết khấu từ cái mức là 15 đến 20%. Cho nên cái việc mà khả năng khá là cao là nó sẽ chững lại cái nhịp giảm ở đây trong một cái khoảng thời gian là một hai phiên trong ngắn hạn. Và nếu chững được cái đà giảm, đặc biệt trong cái phiên sáng ngày hôm nay, thì nó sẽ có một cái tín hiệu gọi là phân kỳ RSA ngắn trong cái khung đồ thị 1 giờ, nó sẽ cho cái một cái cơ hội là phục hồi trong vòng 2 đến 3 phiên tới để phục hồi về những cái vùng cân bằng. Còn cái xu hướng của index, xu hướng chính nó vẫn là một cái xu hướng giảm gì nhá. Ở đây là một cái cơ hội để chúng ta phục hồi thôi, chứ còn việc mà lấy lại xu hướng ngay thì nghĩ là chưa và cũng khá là khó. Nhìn chung thì nếu mà theo cái target trước đó của RAN, đúng không, ví dụ như là Thiều Vũ có chia sẻ về cái target của cái việc mà thị trường nó có cái mẫu hình vai đầu vai và nó giảm cũng về cái vùng 1080 rồi, cho nên là nếu các anh chị mà vẫn còn đang kẹt hàng ở quanh cái vùng này thì mình nghĩ thì chúng ta nên nên cầm thêm, gồng thêm nếu mà VN-Index nó giảm tiếp. Còn trong những cái nhịp phục hồi thì anh chị có thể chia cái tỷ trọng ra chúng ta hạ xuống, vì trong một cái nhịp phục hồi này thì rất là khó để mà gọi là canh đúng cái target của index về hồi về tới đâu được. Target đầu tiên thì mình nghĩ thì index nó có thể phục hồi về cái vùng là 1.120, thì qua đây thì nó có thể phục hồi đâu đấy là khoảng 25 đến 30 điểm nữa, thì đó là cái target đầu tiên, đó là target mà index mà khả năng nó phục hồi đến cao hơn. Và cái việc đó anh chị có thể là canh cơ cấu hoặc thị trọng ở vùng máy. Còn cái vùng mà đúng target anh chị, cái vùng mà gọi là chuẩn á, thì nó có thể test lại cái vùng mà 1240, thì cái vùng này thì mình nghĩ là cái xác suất mà nó tiến tới thấp hơn, bởi vì cái lượng tiền hiện tại lực cầu nó cũng khá là yếu, cho nên là nó tiến tới luôn một vạch 1240 thì nó khá là khó. Nhưng mà chúng ta vẫn có cái kỳ vọng, ví dụ như khi mà chúng ta đã hạ tỷ trọng với mức an toàn 50 hoặc 60% phía thôi, thì anh chị hoàn toàn có thể gồng thêm tới những cái nhịp ở phía trên đây. Còn khi mà các anh chị mà vẫn đang full tỷ trọng ở dưới cái vùng này thì chúng ta đang kẹp lượng hàng khá là nhiều, thì chúng ta cạnh hạ quanh ở vùng 1220 trước thì nhé. Còn kịch bản mà index mà nó giảm sâu thì mình nghĩ là nếu chỉ cầm tiền mặt thôi thì chúng ta nên cầm thêm một tí, bởi vì nhìn chung là trạng thái mất cân bằng nó cũng đã khá là cao rồi. Trong một cái xu hướng giảm ấy chị, nó luôn có những cái xu hướng phục hồi trở lại, và kể cả trong một xu hướng tăng cũng vậy thôi, có những cái xu hướng điều chỉnh để mà về những vùng thích hợp hơn. Cho nên mong các anh chị là chúng ta kiên nhẫn thêm một tí, và nếu chúng ta đang kẹp hàng thì kiên nhẫn thêm một tí. Còn với những anh chị mà đang có những cái tỷ trọng tiền mặt cao thì chúng ta vẫn có thể gọi là bắt đáy T cộng T không, với một cái lượng hàng có sẵn thì chị có thể bắt đáy quanh vùng này để nếu mà đi chuyển tiếp. Còn có vùng mà để chúng ta tham gia full và tự tin tham gia trở lại hay là tham gia cái lượng margin chẳng hạn, thì anh chị nhớ là chúng ta nên chờ những cái vùng mà nó tạo xong đáy. Cái vùng này thì tạo đáy nó sẽ khá là mất thời gian, có thể là tính bằng tuần, có thể là 1 đến 2 tuần, hoặc là ví dụ như nó sẽ tạo thành những cái mô hình hai đáy thì là đi ngang một thời gian chị nhé, không phải là tạo đáy trong ngày một ngày hai đâu, cho nên là chúng ta cũng không quá vàng ôn vào vùng này trở lại chị nhé. Rồi đấy là chia sẻ của em Kỳ, chắc là Tiểu Vũ cũng sẽ chia sẻ thêm một số thông tin tức trong cái ngày lễ vừa qua sẽ là hữu ích hơn cho các anh chị nhé. Các anh chị nhớ để lại những lượt like, những trái tim. Xin chào anh em chị nhé. Ok, xin cảm ơn em Quý Nguyễn về những cái thông tin của thị trường Việt Nam. Thì Vũ cũng sẽ cập nhật một chút với anh chị về các cái thông tin khác liên quan đến các cái vấn đề liên thị trường ở trong giai đoạn này. Thì trong phiên giao dịch hôm qua thì nói về thị trường thế giới thì cũng không có quá nhiều những cái diễn biến.
thị trường thế giới trong giai đoạn này thì nó cũng tương đối nói chung là góc nhìn của mình là tương đối là yếu ở trong giai đoạn này, khi mà các cái thông tin sau cái cuộc sau cái chỉ số CPI vừa rồi của Mỹ cũng như một vài những cái giọng điệu khác thì thị trường thế giới thì hiện tại thì cũng không hề khỏe. Khi mà chúng ta nhìn thấy được là các cái thị trường ví dụ như là chúng ta nhìn thấy là chart của Dow Jones thì sau một cái nhịp giảm thì bây giờ nó cũng chỉ gọi là chững lại thôi, chỉ là chững lại thôi, hay S&P 500 thì cũng tương tự như thế, thì nó cũng tiếp tục nó cũng đang trong những cái nhịp rơi, chứ còn không phải là riêng thị trường của chúng ta. Thị trường của chúng ta thì cái đặc trưng của chúng ta là gì, là rơi luôn luôn là rơi rất là mạnh đúng không anh chị, rất là dứt khoát, rất là mạnh, bởi vì dòng tiền cá nhân của chúng ta thì nó luôn luôn là nhiều, nên là có một cái sự hốt hoảng nào đó thì sẽ luôn luôn là liên quan đến cái việc mà có những cái nhịp mà bán mạnh bán tháo ra như thế. Về thị trường thế giới ở trong phiên sáng ngày mai thì chắc chắn là chúng ta cũng phải lưu ý đến một vài những cái vấn đề chính trị khác. Nói chung là khi mà xấu thì các bạn sẽ nhìn thấy đâu cũng thấy xấu cả, khi mà thị trường của chúng ta gọi là mất thì đâu cũng thấy xấu cả, đó là cái vấn đề liên quan đến vẫn là Iran và Israel thôi. Vấn đề là thì nó làm cho thế giới của chúng ta trong phiên sáng ngày hôm nay thì cũng đang có những cái sự gọi là rung chuyển nhất định, khi mà sao, khi mà hai ông này thì lại bắt đầu lại lôi cái chiến tranh hạt nhân ra nói chuyện với nhau, cả ông Iran và ông Israel nha anh chị nhé, thì lôi chiến tranh hạt nhân ra nói chuyện với nhau, cũng như là một vài những cái thông tin bên lề khác liên quan đến những cái cuộc tấn công ở những cái khu vực nhỏ lẻ khác của hai cái ông này. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể nhìn thấy được là các cái thị trường thế giới thì cũng đang hứng chịu một cái thông nói chung là cũng đang rung chuyển, khi mà những cái Dow Jones tương lai thì cũng đang giảm tầm khoảng 1% này, hay là các thị trường mở cửa cùng giờ khác cùng với chúng ta, đó là gì, đó là Nhật Bản cũng như là Úc thì cũng đang có những cái sự gọi là sự giảm điểm tương đối chị nhé, giảm điểm tương đối đây, ví dụ như là Úc là đang tầm khoảng 1,37%, còn Nhật thì nó lên đến tầm khoảng 2% cơ. Đây là những mức giảm điểm mà cũng tương đối là lớn đấy chị nhé. Còn lại thì các cái thị trường khác ví dụ Nhật, Hàn Quốc thì cũng là tầm khoảng 2%, các cái thị trường Hang Seng thì cũng 1%, cùng với đó là những cái thị trường Trung Quốc thì nó nhẹ nhàng hơn một chút, Trung Quốc thì nhẹ nhàng hơn một chút anh chị nhé. Thì chắc chắn là những cái như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường của chúng ta. Các bạn cùng xem là ví dụ như Dow Jones Future của chúng ta thì hiện tại thì cũng đang giảm tầm khoảng 9 điểm anh chị nhé. Chúng ta vẫn còn 5 5 phút nữa nhưng mà cũng đang giảm tầm khoảng 9 10 điểm, tức là cũng loanh quanh 0,7 0,8% thôi ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Tức là sao, ngoại trừ cái việc mà trong cái phiên đáo hạn phái sinh vừa rồi dòng tiền bán thì nó không quá nhiều, các bạn nhìn thấy là thanh khoản trong cái phiên đáo hạn phái sinh thì nó không quá nhiều. Nhưng mà cái việc mà cái lượng cung, lượng cầu trong giai đoạn này, trong cái giai đoạn nghỉ lễ này thì nó cũng đang thực sự là nó cũng đang khá là yếu chị nhé, thực sự đang khá là yếu. Ủa sao nó lại tính kiểu gì ấy nhỉ? Đây giảm có 10 điểm rồi mà. Sao đây giảm có 10 điểm mà nó lại về đến nó tính kiểu gì ấy? hôm trước 1/2/14 mà Hai mười bốn. Sao đây nó lại tính tính độ đối lệch giờ có mất 10 ba điểm. điểm Tính độ lệch đây có 10 điểm. 1/2/14 mà bây giờ là 1/2/01 thì độ lệch nó phải là ít này. Cái này chắc là nó tính sai, tính nhầm. Rồi tí nữa chúng ta xem lại thôi. VND. Biết là cái điểm số này đây là mình dùng bảng giá của VND nhé, nhưng mà sao lại tính điểm kiểu này là đang hơi nhầm một chút. Ở để tí nữa chúng ta xem lại nào. VBS cũng vậy, VBS vậy. anh mở luôn cái app phát sinh ra thì cũng cũng đang tính sai. Ồ, chắc là có gì. Rồi tí nữa chúng ta cùng xem sao nhé. Mình nhìn thấy đây là 10 điểm ở đây, lệch 8 mấy điểm như này. Rồi. Chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đấy chị nhá, chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng ở trong phiên sáng ngày hôm nay. Các ông này mà không ông nào chịu nhường ông nào thì chắc chắn là cứ lằng nhằng như thế này. Còn không những là vấn đề liên quan đến căng thẳng chính trị mà vấn đề cả liên quan đến Fed Fiết nữa đúng không anh chị? Khi mà xấu thì cái gì nó cũng xấu. Trong cái phiên buổi sáng ngày hôm nay thì giá dầu của chúng ta thì trong hôm trước thì nó giảm, phiên giao dịch ngày mai khi mà căng thẳng cái này nó lại tăng ngược trở lại đúng cái vùng hôm trước thôi. Hôm trước thì mình nhớ là tại 90 91 nhá, bây giờ thì nó cũng hồi phục lại, bây giờ là 89.8 gọi là 90 rồi, nó cũng lại hồi phục lại cái cây mà mất trong phiên giao dịch ngày hôm trước. Ở đấy là những cái thông tin mà cuối tuần vừa rồi, còn về các cái vấn đề liên quan đến bơm hút tiền thì chắc chắn giai đoạn này thì chắc là nhiều người để ý, nhưng mà với góc nhìn của mình thì hiện tại thì thị trường của chúng ta vẫn đang là thị trường mà thanh khoản đang rất là hạn chế, tức là sao
cái thị trường liên ngân hàng của chúng ta, các cái ngân hàng của chúng ta thì hiện tại lãi suất qua đêm của chúng ta liên quan lên đến gần 5% rồi, gần 5% rồi, nên là các bạn có thể nhìn thấy là khi mà lãi suất qua đêm đẩy lên đến 5% như thế này thì các cái vấn đề liên quan đến đến vay tiền của ngân hàng nhà nước nó sẽ diễn ra mạnh hơn. Bởi vì sao? Bởi vì các ông ngân hàng thương mại, các ông ấy vay với nhau với cái lãi suất là 5% như thế này thì tốt nhất, đơn giản nhất là chúng ta sẽ vay của ngân hàng nhà nước. Đấy, các bạn nhìn thấy được là vay ngân hàng nhà nước lãi suất này thì loanh quanh 4% một năm thôi. Đấy, trong khi vay của các ông khác thì là 4,9% một năm. Nên là giai đoạn này thì thường thường là ngân hàng nhà nước sẽ cầm chỉnh tất cả, chị nhé. Ngân hàng nhà nước sẽ cầm chỉnh tất cả giai đoạn này. Ông nào thừa thì vẫn sẽ hút, ông nào thừa thì vẫn sẽ hút mạnh. Còn ông nào thiếu thì sẽ bơm ngược trở lại. Đây các bạn nhìn thấy bán và mua này, bán và mua này. Đấy là về cái giai đoạn này của thị trường, tức là giai đoạn này của thị trường thì các cái ngân hàng là thường thường là đang bắt đầu là khan hiếm thanh khoản, đang nhờ những sự hỗ trợ của ngân hàng nhà nước. Ngân hàng nhà nước thì bây giờ đang ở trong cái gọi là cái sự điều tiết khá là rõ. Các bạn nhìn thấy lãi suất liên ngân hàng này, khi nào mà cái này nó vẫn cứ tiếp tục tăng thì chắc là cái thanh khoản vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó cũng sẽ khó mà có thể cải thiện được. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải rút ra. Bởi vì bên ngoài kia thì tiền còn thiếu thì làm sao mà nó chạy được sang những cái thị trường khác. Rồi, ok, có một cái điều mà chúng ta cũng lưu ý nữa là trong giai đoạn này thì có một vài ngân hàng thương mại thì cũng đang dục dịch nâng lãi suất huy động, bởi vì người ta đang thiếu, người ta sẽ dục dịch nâng dần cái lãi suất huy động lên. Đấy là cái điều mà chúng ta sẽ phải trải qua trong cái giai đoạn tiếp theo. Nghĩa là nâng thì nâng sẽ nâng khá là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng là cái xu hướng, tức là một cái điểm uốn từ cái lãi suất rất là thấp sẽ bây giờ cũng phải gọi là nâng ngược trở lại một chút. Rồi ok anh chị nhá. Thì bây giờ sẽ là lúc 8 giờ 59 phút thì chắc là bảng giá của VN Index thì đang lỗi một chút, mình nhìn thấy rất là dư mua dư bán thì nó cũng cân bằng nhau đây. Nhưng mà hiện tại vẫn đang 1.200. Rồi ok anh chị, thì đấy là những cái thông tin là chúng ta sẽ nói về cái thị trường của chúng ta ở trong giai đoạn này trên cái góc độ phân tích kỹ thuật anh chị nhá. Trên góc độ phân tích kỹ thuật thì các bạn cũng có thể nhìn thấy được là hiện tại thì thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm thứ sáu thì mình vẫn nói rằng là cái việc mà mua bán trong giai đoạn này thì rất là khó, đúng không chị? Nếu mà chúng ta mua được, chúng ta mua hoảng loạn, nhưng mà chúng ta phải bán được trong T0 T1 thôi. Chúng ta phải chấp nhận những cái gọi là những cái lợi nhuận tầm khoảng 2-3% hoặc là thậm chí là hơn một chút, để mà sao, để mà chúng ta kéo cái giá vốn xuống trong cái những cái nhịp mà giảm điểm như thế này. Còn cái việc mà chúng ta mua và nắm giữ trong giai đoạn này thì nói thật với anh chị nào, với những cái gì mà những cái dữ liệu ở trong phiên thư giao dịch ngày thứ tư cũng như là những cái dữ liệu ở trong phiên giao dịch ngày mai thì mình đánh giá rằng là chúng ta cũng chưa có đáy một anh chị nhé. Thật sự là chúng ta cũng chưa có đáy một. Bởi vì sao? Bởi vì với cái trạng thái mà giảm điểm mạnh của index như thế này thì các bạn nhìn thấy là nó vẫn đang ở trong cái trạng thái mà tích lũy tương đối là chặt. Tích lũy tương đối là chặt tức là sao? Tức là cái nhịp giảm của chúng ta thì nó vẫn còn đang tồn tại. Và mình đánh giá rằng là cái vùng hỗ trợ của chúng ta thì chắc chắn là sắp giai đoạn sắp tới thì nó sẽ loanh quanh cái vùng giá MA200 1.175, hay là nếu mà các bạn đo cái mô hình vai đầu vai thì nó sẽ loanh quanh cái vùng giá 1.180, loanh quanh cái vùng đấy thì lúc đó thì chúng ta mới gọi là chúng ta có thêm một cái chút gọi là dữ liệu. Khi mà về đấy thì chúng ta sẽ có thêm một cái chút dữ liệu. Còn về thời gian anh chị nhé, về thời gian thì mình đánh giá nó phải ở giữa tuần sau. Tức là nếu mà chúng ta nhìn đây thì nó còn hợp lại với nhau tầm khoảng 6 phiên nữa. Trừ phiên giao dịch hôm nay gọi là 5 phiên nữa, nhưng mà với Ichi thì chúng ta cứ cộng trừ 1-2 phiên, tức là cái timing ấy, thì mấy góc nhìn của mình thì đến tầm khoảng thứ tư tuần sau, đến tầm khoảng thứ tư tuần sau thì chúng ta sẽ có nhiều những cái dữ liệu để liên quan đến cái việc mà thị trường của chúng ta gọi là có một cái nhịp gọi là bật lên mạnh mẽ hơn. Còn trong giai đoạn này thì nếu như anh chị nào mà không có kinh nghiệm thì mình vẫn có những cái video dành cho anh chị ấy. Không có kinh nghiệm thì chúng ta vẫn phải ngồi ngoài thôi, hoặc là anh chị nào mà chúng ta đã phòng thủ giai đoạn trước, bây giờ muốn vào tiền để cân giá thì chúng ta cũng phải tiếp tục đợi. Giai đoạn này vẫn là cái giai đoạn mà dành cho dân T0 T1 anh chị nhé, dân T0 T1 hoặc là như thế nào, hoặc là những anh chị nào mà chúng ta đã xác định là gì, chúng ta đã xác định là tầm khoảng giữ những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là mình nói là những cổ phiếu chiến lược cho năm 2024, cuối năm 2024 hay cuối 2025 thì chúng ta mới gọi là tham gia những nhịp hạ giá vốn giai đoạn này, chứ còn không phải là cổ phiếu nào chúng ta cũng T0 T1 được. Đấy là góc nhìn của mình anh chị nhé. Còn nói thật với anh chị được là trong những cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta tăng như này, mình chia sẻ trong giai đoạn thị trường tăng như này, rất nhiều anh chị hỏi về cái câu chuyện là mình mua và nắm giữ 6 tháng 1 năm có được hay không. Thì bây giờ các bạn hãy hỏi lại mình câu chuyện đấy. Tức là sao? Các bạn hãy bắt đầu đặt lại những câu hỏi về cái việc mà bây giờ mình mua nắm giữ 6 tháng 1 năm có được không. Chứ còn khi mà thị trường tăng thì mình sẽ luôn luôn nói với anh chị là gì? Thị trường tăng thì ai cũng muốn giữ. Bởi vì sao? Mỗi ngày hoặc là mỗi tuần chúng ta nhìn mở tài khoản ra lại thấy nó đẻ lại thêm một chút thì ai cũng thấy giữ. Thực ra chúng ta cứ muốn giữ 6 tháng 1 năm mình cứ mỗi tuần đẻ lãi ra một chút như thế thì ai chả thích, đúng không? Đỡ phải lướt đi lướt lại.
Nhưng mà trong cái giai đoạn đấy thì nó sẽ nói chung là tâm lý của chúng ta là chúng ta muốn mua một cổ phiếu nào đó chúng ta nắm giữ. Nhưng mà trong những cái giai đoạn này thì rất ít người hỏi mình về cái việc mà bây giờ mà mình muốn mua và nắm giữ ví dụ 6 tháng 1 năm thì liệu có được hay không, đã đến cái vùng đấy hay chưa. Đấy. Đến cái giai đoạn này thì mình mới thấy là các bạn hãy hãy đặt lại những cái câu hỏi như thế. Những cái bạn mà khi mà uptrend thì cứ muốn mua và nắm giữ, nhưng mà khi mà downtrend thì chẳng thấy ai hỏi cả. Đấy. Còn ví dụ như các bạn nhé, các cái câu chuyện liên quan đến thị trường của chúng ta nó vẫn còn nguyên như đấy. Bây giờ ví dụ nâng hạng này, ví dụ KRX thì nó vẫn còn nguyên, nó vẫn còn đang đang ở ngay trước mắt ấy. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy những cái thông tin xấu thì nó cứ đến dồn dập ấy. Nhưng mà bây giờ chả ai hỏi đến những cái vấn đề đó đâu. Các bạn nhìn thấy ví dụ nhóm chứng khoán này, với mình thì giai đoạn trước thì nhiều người hỏi mình là có tham gia nhóm chứng khoán hay không, thì mình chia sẻ với anh chị là mình nói là mình không. Đấy. Hoặc là khác, mua thì mua bán gọi là ngắn hạn thôi, nhưng mà đến những cái giai đoạn như này này mình lại bắt đầu là thấy là bắt đầu là điều chỉnh về những cái vùng hợp lý đấy. Nghĩa là chưa, nhưng mà đã chuẩn bị rồi, đã chuẩn bị như này thì phải chuẩn bị tiền này, chuẩn bị dài hạn này, chuẩn bị dài hạn này. Ví dụ các bạn nhìn thấy đây, ví dụ SSI mình vẫn hồi cái lúc mà 37 38 này, mình vẫn nói với anh chị là về đến 32 thì mình mới thấy nó hấp dẫn. Đấy, bây giờ về thì sắp về đấy, bây giờ đến 34 đấy. Thế là sao còn một phiên giảm nữa thì bắt đầu về đến cái vùng gọi là mình đánh giá là nó hấp dẫn, nhưng mà đoạn này thì chả thấy ai hết. Nghĩa là mọi người sẽ không thấy hấp dẫn đâu, mọi người sẽ không thấy hấp dẫn đâu, bởi vì đơn giản là ngày nào nó cũng 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 giảm như thế này thì bây giờ mua vào thì ngày nào cũng nhìn thấy cổ phiếu nó giảm mà. Đây, câu chuyện về nói chung là câu chuyện về dài hạn này thì mình vẫn nói anh chị là gì, bây giờ thì những cái người đấy mới cần phải hỏi, những cái người đấy mới cần phải hỏi trong những cái giai đoạn kiểu như này của thị trường. Chứ còn nông lúc uptrend lên thì nhìn động thấy đẹp cả. Hay lúc mà thị trường tăng mỗi tuần nó chưa cho anh chị là 3% 4% thì lúc đó ai cũng muốn hỏi họ là dài hạn, nhưng mà những cái lúc như này này mới là những cái lúc mà khi mà nó đã chiết khấu giá rồi thì mới là những cái thời điểm mà chúng ta mua và chúng ta mua dần và nắm giữ. Ok, nghĩa là mình đây mình không nói là về về cái bất kỳ cổ phiếu nào anh chị nhé, nhưng mà chúng ta phải nói chung là có một cái sự thay đổi tâm tâm lý như thế. Còn với những anh chị nào mà đánh đánh theo sóng, đánh theo dòng tiền thì các bạn phải đợi, nói thật này các bạn phải đợi, các bạn phải đợi. Còn ví dụ như là anh chị nào mà đang kẹt hàng rồi, chúng ta kẹt một cái phần nó nhỏ thôi 30 40 50% thôi, thì bắt buộc là anh chị phải gạt cái phần đấy ra bên ngoài, đừng quan tâm đến nó nữa. Khi nào mà thị trường của chúng ta có những tín hiệu là gì, tạo đáy một này, nỗ lực hồi phục này, tích lũy này, hoặc là tạo đáy hai này, hoặc là bắt đầu là một cái nhịp nữa thì bắt đầu chúng ta mới vào anh chị nhé. Còn giai đoạn này anh chị nào mà đã có nhiều kinh nghiệm T0 T1 rồi thì các bạn nên hoạt động giảm những cái cổ phiếu mà anh chị gọi là xác định là nắm giữ xuống nếu mà đã có kinh nghiệm ấy. Ok các bạn nhé, ví dụ như cổ phiếu như này này, đoạn này thì nhiều người là người ta kỳ vọng cái câu chuyện này câu chuyện kia đúng không, KRX hay là kết quả kinh doanh hay là tất cả mọi thứ khi mà nó về đến những cái vùng mà mình bắt đầu là thấy hấp dẫn, ví dụ như là chia sẻ luôn là từ 337 chị nhá, cái này mình chia sẻ từ khi mà SSI ở 37 này, mình nói là về đến 32 thì mình thấy hấp dẫn này, HCM tương tự này. Bây giờ nói chung là giữ dài thì cứ chọn mấy ông top 1, top 2, top 3 của ngành mà xử lý thôi. Còn bây giờ đừng chưa chưa đánh đầu cơ vội, HCM thì về đây. Đúng không? 22 23 này. Nhưng nó còn một 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 đoạn nữa, chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta phải chuẩn bị VCA tương tự. Đấy, câu chuyện KRX, câu chuyện nâng hạng thị trường, tất cả mọi thứ nó vẫn còn nguyên anh chị nhé. Còn bây giờ thì nó là bị lu mờ hết. Khi mà đẹp thì nó sẽ được tăng lên, bởi vì sao, bởi vì tin tức báo chí nó là những cái thứ mà nó phản ánh những cái gì thị trường đang diễn ra chị nhé, chứ không phải là sắp diễn ra. Nên là thị trường tăng thì tất nhiên các anh chị sẽ nhìn thấy được là báo chí hay là tin tức nó sẽ giải thích cho những cái gì mà đang diễn ra, tức là thị trường tăng thì nó sẽ mang tất cả những thứ gì tốt nhất của thị trường ra. Còn khi mà thị trường giảm thì các bạn sẽ thấy câu chuyện gì, câu chuyện chiến tranh, câu chuyện tỷ giá, tất cả mọi thứ nó sẽ diễn ra, thì đây vẫn là những cái mô típ quen thuộc của thị trường. Với mình thì trong giai đoạn này là quan trọng nhất vẫn là cái sức mua của anh chị ở trong những giai đoạn mà này, anh chị nào mà giai đoạn vừa rồi tấn công thì chúng ta phải làm cách nào mà chúng ta phải phải quay trở lại nhanh để mà phòng thủ được. Còn đáy của thị trường thì mình vẫn nói là chưa 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 nhìn thấy đáy, chưa nhìn thấy đáy một đâu sau cái diễn biến trong phiên giao dịch vừa rồi. Tức là sao đây, đoạn này đâu nhỉ, đấy nhỉ. Đến đến cái phiên giao dịch ngày mai thì chúng ta bắt đầu chúng ta đếm này, đây là gì, gọi là chúng ta gọi là nỗ lực hồi phục đi, nhưng mà bản chất trong phiên giao dịch này là gì, là 140 mã xanh và hơn 300 mã đỏ thị trường rút lên bởi ngân hàng ngân hiếc. Rồi chúng ta cứ đếm đây là phiên nỗ lực hồi phục đi, nhưng mà sau đó nó còn phải cần tất cả những phiên tích lũy để làm gì, hấp thụ tất cả những cái lượng hàng mà muốn cơ cấu ra thì sau đó nó mới đi được. Còn trong phiên giao dịch hôm trước thì nó lại quay trở lại, tuy là nó chưa phá đáy nhưng mà mình nghĩ là sáng nay lại phá đáy.
thì chúng ta lại bắt đầu chúng ta phải đếm lại thôi. Lại ví dụ như nếu mà trong phiên giao dịch ngày mai rút xanh ngược trở lên thì lúc đó thì sao? Thì lúc đó thì chúng ta lại bắt đầu chúng ta đếm ngược trở lại. Đây là một cái phiên gọi là nỗ lực hồi phục đầu tiên, sau đó lại tích lũy ngược trở lại. Bởi vì áp lực mà cơ cấu hàng là vẫn còn nguyên anh chị nhé. Rất nhiều người là vẫn còn đang trong cái tình thế là phải đi cơ cấu hàng, phải đi bán bớt margin margin giai đoạn này vẫn còn anh chị nhé. Còn anh chị hỏi là đã call margin hay chưa thì mình nói là chưa, chưa thể call được. Bởi vì các cái cổ phiếu thì nếu như anh chị full margin trong giai đoạn vừa rồi ở các công ty chứng khoán là chúng ta không call được. Chúng ta mới giảm tầm khoảng 15-20%, kể cả anh chị vay công ty chứng khoán thì thường cho vay bao nhiêu? Tối đa là 1-3 đi. Tối đa là 1-3 đi thì khi mà chúng ta giảm ví dụ chúng ta có 300 triệu chúng ta được vay thêm 700 triệu đúng không? Thì nếu mà giảm tầm khoảng 20% đi thì chúng ta mới lỗ có 200, mà nếu mà gọi là chúng ta lỗ 200 đúng không? Nếu mà 37 thì mới dính rồi. 37 thì gọi là gấp nghẽ cái lượng dính. Còn nếu như mà hầu như là các cái cổ phiếu của các công ty chứng khoán thì hầu như toàn 50-50 anh chị nhá. Còn mà 1-3 ít ạ, 1-3 chỉ có gì? Chỉ có Hòa Phát này, CTG mấy cái cổ phiếu rất là lớn ấy, thì mới có cái margin là 30-70 thôi. Chứ còn các cái cổ phiếu mà biến động mạnh trong giai đoạn vừa rồi là không có đâu, chỉ có vay 1-1 thôi. Mà những cái cổ phiếu mà ví dụ Hòa Phát Hà Viễn thì nó không thể nào âm được 20% giai đoạn vừa rồi đúng không? Thì những cái cổ phiếu đấy thì mình đánh giá là công ty chứng khoán thì chưa côn, nhưng mà các cái kho bên ngoài thì côn rồi. Các kho bên ngoài là chắc chắn là côn rồi. Các kho bên ngoài chị nhá. Còn công ty chứng khoán thì chắc chắn là chưa. Các bạn nói về câu chuyện mà côn margin thì mình đánh giá rằng là nếu anh chị vay ngoài thì côn rồi, còn vay công ty chứng khoán là chưa đâu. Ok, đấy là những cái góc nhìn cũng như là tất cả những cái vấn đề mà Thụy Vũ có chia sẻ cùng mấy anh chị nhà đầu tư. Chúng ta có những cái câu hỏi gì hay là có những cái vấn đề gì thì các bạn cứ đặt câu hỏi anh chị nhé. Mình rất là muốn thấy những cái bàn tay, những cái trái tim màu tím của anh chị về hình ảnh, âm thanh hay là tất cả mọi thứ. Chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta làm việc với nhau trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Mình nói là bây giờ bắt đáy hay là T0, T1 các anh chị không có kinh nghiệm thì các anh chị đừng bắt nhé. Mình chia sẻ như thế. Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều anh chị nhà đầu tư là sao? Chúng ta bắt được nhưng mà chúng ta không ra được T0, T1 đấy. Chúng ta cứ kỳ vọng là nó phải thêm nữa. Ví dụ là bắt được tầm khoảng 3%, 4% nhưng mà phải muốn được thì 6-7%. Chúng ta cứ làm như thế thì tự nhiên chúng ta lại cứ bị kẹt thôi anh chị nhé. Đấy, mình phải nói rằng là chúng ta khi mà chúng ta bắt đáy là chúng ta phải đặt một cái target nó hợp lý trong từng giai đoạn. Còn khi mà bắt vào rồi thì chúng ta cứ giữ cổ phiếu ấy, thì tự nhiên là danh mục của chúng ta lại tăng lên, không thoát được ra, nghĩa là sao? Mua vào rồi nhưng mà lại không bán được ra, không bán được chính cái lượng hàng có sẵn của mình ấy. Cứ muốn là nó phải về hòa vốn thì rất khó nha anh chị nhá. Nếu mà giữ được tâm lý đấy thì mình nghĩ là rất là khó để đánh những cái nhịp như thế này. Tốt nhất là chúng ta nên từ từ đợi các cái tín hiệu rõ ràng, hoặc là đợi những cái nhịp mà rút chân lên chúng ta bắt đầu chúng ta đếm lại từ đầu. Mình nói thật với anh chị được là đến địa đoán điểm số ấy, thì sẽ mỗi người sẽ đưa ra cho anh chị một cái gọi là cái mốc gọi là hướng tới, nhưng mà Thụy Vũ nói là khi nào mà có tín hiệu ấy, thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn thấy. Lúc đầu là sao? Lúc đầu ở vùng giá 1270 đúng không? Mình nhớ là 1260, 1270 gì rồi. Mình nói được là target của vai đầu vai là về đến 1180, mà về đến 1180 này chưa chắc nó đã dừng lại anh chị nhá. Chưa chắc nó dừng lại. Nên là cứ phải bình tĩnh, nói chung là với mình thì cứ phải bình tĩnh. Nếu mà không có kinh nghiệm hay là nếu như mà không có những cái trải nghiệm về thị trường ở trong những giai đoạn này thì chúng ta phải bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Còn nếu như anh chị đánh T0, T1 giai đoạn này anh chị chú ý nhá. Khi nào thanh khoản bán ra phải lớn, tức là sao? Phải thanh khoản nghĩa là sao? Phải có một cái lực bán ra thật là lớn. Các bạn nhìn thấy thanh khoản rất là rõ thì lúc đó thì chúng ta mới ra quân. Chứ còn nếu mà thanh khoản cứ làng nhàng thì các bạn chưa lên ra quân đâu. Kể cả T0, T1 anh chị nhá. Hôm nay đặt lệnh sọt được không? Không có long lên, nghĩa là không có long lên thì không sọt được đâu anh chị ạ. Bây giờ thì trong phiên giao dịch ngày mai này rất nhiều người chú ý lệnh sọt, nhưng mà với mình thì mình sẽ đầu phiên sao? Xem đầu phiên như nào. Âm 13 điểm rồi. Âm 13 điểm này thì khó sọt lắm. Không long lên ngược trở lại thì làm sao mà sọt được. Không long lên ngược trở lại thì không sọt được. Cái này gọi là mình cứ đuổi thôi. Đây là đang sọt đuổi anh chị ạ. Rồi nói chung là liên quan đến bất ổn cái là dầu diễn là nó lại ngoi lên thôi, chín mấy đô rồi.
Nhưng mà giá dầu thì bây giờ đoạn này nó không ảnh hưởng đến cổ phiếu dầu khí nhiều đâu chị, ngoại trừ BR, mình nghĩ ngoại trừ BR bị ảnh hưởng trực tiếp thôi, còn các cái cổ phiếu dầu khí khác của chúng ta thì nó không 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 ảnh hưởng theo giá dầu đâu, ít lắm. Nó không giống cái 2021, không giống 2021 cứ dầu lên là phi lên, dầu xuống là phi xuống, nên là cứ đêm là xem giá dầu xong rồi ban ngày là giao dịch cổ phiếu dầu khí. Nhưng mà năm nay thì không thế, năm nay không thế anh chị ạ. Năm nay ngoại trừ BR mình thấy nó còn 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 rung lắc, nó còn ảnh hưởng nữa, chứ còn các cái cổ phiếu khác thì không. Phiên này này tắm máu rồi thì chúng ta nhìn thấy là các cái thị trường cùng giờ với chúng ta thì cũng khá là kinh khủng đúng không? Đấy, thông tin mình có nói rồi. Thì nói chung là mình có một vài những cái bài báo khác mà nó hơi ngoài luồng một chút, thì nó nói về cái việc mà Israel thì tấn công ở một vài những cái khu vực khác, tấn công trước không không tấn công vào Iran nhưng tấn công vào vài khu vực khác, nó làm thị trường thế giới là chúng ảnh hưởng luôn. Giá dầu thì cũng bắt đầu bốc đầu như này rồi, thì à quên, giá DXY cũng bắt đầu quay trở lại 106.5. Ok, hôm nay thì chúng ta lại chắc chắn là sẽ lại giao dịch trong sắc đỏ rồi, bởi vì chúng ta gặp rất nhiều những cái vấn đề, ví dụ như là liên quan đến cái việc mà nghỉ lễ sắp tới chị nhá. Việc nghỉ lễ sắp tới thì cái dòng tiền mà tham gia vào cái nhịp bắt đáy này, cái dòng mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là hạn chế, bởi vì người ta cũng không muốn mạo hiểm cái tài khoản của mình vào trong tầm khoảng 3 4 ngày nghỉ tiếp theo. Đấy. Ví dụ như là nghỉ Tết âm chúng ta nghỉ 5 ngày thì nghỉ 30 tháng 4 chúng ta phải nghỉ 3 ngày rồi đúng không? 3 ngày giao dịch ấy. Rồi bây giờ thì sọt đuổi đi đừng nhá, anh chị Hào hỏi về sọt đuổi thì mình nghĩ đừng. Nếu mà không non lên thì không sọt được đâu. Không non lên không có đà thì không sọt được đâu. Ok, cũng kinh khủng đúng không ạ? Không có cái gì mà sẽ trụ được. Đó hết. Có là đi gờ tím mà chị. Ở đây cơ. Nói chung là một hai phiên nữa chúng ta sẽ nhìn thấy được là những cái mức giá này của trong cái giai đoạn mà đầu năm chúng ta mơ ước, chúng ta không 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 thể nghĩ được là nó sẽ về đến cái vùng giá này đúng không? Mình cứ nói này, ví dụ nhóm chứng khoán ấy chẳng hạn. Đoạn này thì bắt đầu khi như này thì mình bắt đầu mình chú ý lại anh chị nhé. Đấy, bây giờ SSI về đến 34. HCM 25 thì vẫn còn một đoạn nữa. Còn ở đoạn này thì mặc gì thì thôi từ từ chị ạ, mình nói thật là mặc gì thì đừng có mà nóng vội. Anh chị mà đã ví dụ như là chúng ta vẫn giữ hàng ở giai đoạn vừa rồi mà bây giờ muốn dùng mặc gì này thì khó lắm. Dùng margin mà không nhanh là lại kẹt lại là chết ấy. Nhiều khi là gì, nhiều khi là chúng ta cân giá mà chúng ta khi mà nó hồi lên ấy chúng ta lại không không chấp nhận cái việc mà chúng ta bán đi để mà gì, để mà giữ cái sức mua quay trở lại, lại muốn hold luôn. Thì nói thật anh chị là bây giờ mà bắt đáy mà hold luôn là chưa được đâu, bình tĩnh. Rồi, giảm 15 điểm rồi. Ok, giảm theo thị trường thế giới. Đâu cũng thấy xấu cả. Mấy con nhỏ nhỏ tăng đúng không? Ở đầu phiên nào sẽ ăn tí là cái nhịp mà hồi phục của thị trường thế nào. Đầu phiên thì các bạn cứ bình tĩnh, nói chung là mình nói cho thị trường cứ phải rõ ràng là cái mốc gọi là 10 giờ 10 rưỡi trở đi nó bắt đầu rõ ràng. Đấy, hôm sáng thứ tư nhá, anh chị cứ hỏi mua, mình thấy phiên sáng thứ tư thấy hồi phục xanh xanh phát là hỏi mua. Mình nói là cái dữ liệu của chúng ta nó chỉ gọi là sớm nhất vào cái phiên thứ sáu đúng không? Sớm nhất vào cái phiên thứ sáu.
Hôm nay là hàng cái hàng mà cái gì tự doanh à? Cái hàng tự doanh của chúng ta, cái hàng tự doanh mà cũng bắt đáy rất là nhiều cái phiên thứ ba hơn 1.000 tỷ, xem hôm nay từ hàng tự doanh về xem người ta cũng xử lý như thế nào. VCG. Rồi anh chị bắt đầu đến với này cái câu hỏi của quý chị đầu tư nhé. Hôm nay không nhìn thấy rất là nhiều câu hỏi của chúng ta lắm đúng không? Thị trường thì thôi mọi người nói chung là lên đây cũng chia sẻ với nhau thôi. Anh chị nhớ tiếp tục dành những lượt like, lượt share hoặc là những bàn tay anh sẽ tìm một tí với anh chị nhé. NDG sao nó tím ngắt. Bây giờ thì những cổ phiếu này thì mình chịu rồi. NDG này, VN Index. Bé với nhau là 1.174 rồi à? 1.174 hình như MA là 1.175. Đoạn này mình nghĩ là sẽ có hồi. Ok, mọi người có vấn đề gì mọi người cứ chia sẻ anh chị nhé, mọi người cứ chia sẻ đi, chúng ta trong những phiên giao dịch ngày hôm nay là chị phải phải chia sẻ đúng không, ai cũng biết được nó giảm như này rồi 17 điểm rồi về đến M200 rồi, 1.175 M200 ấy, xem có ông nào hôm nay ngoi ngoi này toàn ông nhỏ đây đúng không. TSH này hôm nay tăng trần tiếp. Ít nhất là ở đây nó cũng sẽ có phản ứng rồi đi, nó phản ứng hồi lên về vùng này thì hỗ trợ cũng khá là mạnh, sẽ có những phản ứng nhất định rồi. Nó xem nó rồi. Đoạn này không những trong nước đúng không, ngoài nước đủ cái thứ dồn vào Mà nó mở gáp rơi như thế này thì nó ổn hơn. Đầu thì sáng nó ép xuống luôn được. biết kho bãi của cô không, kho bãi thì cồn còn lâu rồi chứ. Rồi về M200 bật lên rồi. Ủa sao mình mọi người không comment hay sao nhỉ, không nhìn thấy comment gì cả. Từ sáng nay không ai comment cả, chết rồi, anh chị đi đâu hết rồi, Hôm nay áp lực quá. áp lực quá. Xem mà ông nào hồi đi nào. Masan đúng không? Hôm nay vẫn có tiếng nói của Masan, câu chuyện về IPO. Đang hồi đi. Như vậy với Việt Nam là mình nó giảm trước thế giới nhiều anh chị, tự nhiên vậy thôi, nó giảm trước thế giới một đoạn, giảm SHB. một phiên bằng thế giới giảm 2 3 phiên. Ông cái này mình khó bì lắm. Khó bì lắm, bởi vì sao? Bởi vì mình còn cần câu chuyện ở bên trong nữa. Đấy, mấy con chứng khoán đồng ngành nó có bắt đầu có lực đỡ vào đấy anh chị, mình xem thử nha. Đấy, ông nào mà sót đuổi là dễ ăn cái đòn hồi này, dễ dính cái đòn hồi mã thương ấy.
xem. Các bạn chú ý nhé, bởi vì thị trường ta có cái thị trường phái sinh bên cạnh ấy, những cái lúc mà thị trường giảm sâu quá, chính phái sinh sẽ là những cái thị trường mà nó sẽ đỡ cho cơ sở ấy. Anh chị nhá, chính phái sinh sẽ là những cái thị trường mà nó sẽ còn đỡ cho cơ sở, sẽ có những cái nhịp gọi là những cái nhịp hồi lên ở những cái nhịp ở thị trường phái sinh. Bởi vì khi tất cả anh em đều nhìn về hướng sọt này thì nó sẽ có những cái nhịp, ví dụ tầm khoảng 2-3 phiên thì nó sẽ tốt cho cơ sở anh chị nhá. Còn khi mà không có phái sinh ấy, thì đi là đi một lèo luôn. Nên chúng ta cứ phái sinh chính là cái thị trường mà nó cân bằng, nó cân bằng ở trong những cái nhịp mà gọi là long quá mạnh, hoặc là trong những cái nhịp mà short quá mạnh, bao giờ nó cũng có những cái giai đoạn mà nó điều chỉnh lại cho cái thị trường chung của chúng ta. Ok, SHB thì đang tăng 2,3% này. Ta có Masan. Có mấy cổ phiếu lớn nó quay trở lại. Bây giờ nói thật với anh chị là vẫn phải nhìn dòng anh chị nhé, phải có một dòng nào đó lên, chứ còn một cổ phiếu, hai cổ phiếu nó không làm được cái gì đâu. Giống cái phiên phiên hôm trước chúng ta nhìn từ đầu đến cuối phiên, cả buổi sáng chúng ta nhìn với nhau được có mỗi Simandex hoặc là gì, hôm đấy còn mấy ông thép thì còn còn âm nhẹ, mà sau đó đến cuối phiên thì cũng bị bán hết. Còn phiên giao dịch hôm nay thì đang có gì, đang có à quên, hôm trước có cả Masan, hôm nay chúng ta đang có SHB. Đang mãi vào hàng hết rồi, quan trọng là còn tiền để vào hàng không anh chị. Đang đang mãi vào hàng hết rồi, ok anh chị. Nếu mà có tiền vào hàng ok đấy, vẫn còn giữ được là ok đấy, vẫn còn giữ được tiền là ok. Bây giờ mình phải lên, mình chia sẻ ra là âm quên, giảm thì ai giảm hết, người giảm ít người giảm nhiều đấy chị nhé, người giảm ít người giảm nhiều thôi, người 30% tỷ trọng giảm khác, người 50 người 60 giảm khác, người 90 100 giảm khác, và người có margin thì nó lại giảm khác. Còn là nhịp vừa rồi là không có một cái nhịp hồi nào nó quá mạnh để mà chúng ta cơ cấu đâu, nên là áp lực cơ cấu nó vẫn còn nguyên anh chị nhá. Mình nói là áp lực cơ cấu của những cái người mà người ta kẹt hàng là vẫn còn nguyên đấy. Thị trường muốn đi lên được, kể cả nhá, mình muốn nói đây không biết là có phải đáy một hay không anh chị nhá, mình cứ nói lấy là giả sử đáy một này, đây là giả sử đáy một này, mình cứ nói giả sử anh chị nhá, đây là giả sử đáy một, thì khi mà hồi lên, ví dụ hồi lên bao nhiêu, 1.200 chẳng hạn, sẽ lại có một cái áp lực cơ cấu, và khi mà áp lực cơ cấu như thế này, tức là nhiều người bán ra hơn, thì nó sẽ có cái xu hướng là nó sẽ giảm ngược lại, hoặc là gì, ít nhất là nó phải tích lũy ở đây. Nên là nói về phân tích kỹ thuật anh chị nhá, nói về phân tích kỹ thuật là chúng ta không dùng margin để mà chúng ta mua trong cái nhịp đi xuống này đâu, đừng dùng margin, chúng ta phải canh cái đoạn ở trên này. Hay là ví dụ như trong năm vừa rồi, đây 2022 2023 đây, mình cứ lấy cái nhịp giảm 2023 đi. Ở đây đúng không? Bé cho bé nhìn nó dễ. Đây chính xác là cái nhịp năm ngoái đấy. Ngoái nó cũng thế đấy. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đây các bạn cứ muốn gọi là chúng ta muốn bắt đáy ở đây đúng không? Chúng ta cứ muốn bắt đáy ở đây. Chúng ta cứ muốn bắt đáy ở đây, nhưng mà sao mình đang dùng khung H1 mà sao đồ thị nó cứ lạ lạ. Mình đây nhìn đây. Đây chúng ta cứ muốn bắt đáy ở đây nhưng mà đâu có được chị. Bắt đáy ở đây nhưng mà đâu có được. Thường thường là chúng ta sẽ phải bắt đáy ở cây này này. Nếu mà tham gia chúng ta tham gia cái này, hoặc là thậm chí là nhiều người người ta còn tham gia sau mãi tít ở dưới này, nó không thể nào trong 1-2 phiên được. Đây ví dụ như trong một phiên hồi phục này, sau đó nó tích lũy lại sao, tất cả những cái lượng mà bắt đáy nó phải được chốt lời hết, nó phải được chốt lời hết, thì lúc đó thì thị trường ta mới tạo đáy được. Còn bắt đáy xong mà vẫn còn đi cắt lỗ thì làm sao mà tạo đáy được. Nhưng nhiều người nói chung là phân tích về quá khứ thì kiểu gì anh chị phân tích đúng rồi, mình chia sẻ luôn là gì, cứ nhìn về quá khứ thì anh chị phân tích kiểu gì đúng.
chọn cái giai đoạn này như thế nào, nên là mình có nói là hồ đến đây phát lại dính áp lực là, ví dụ mấy ông mà đang up 15% người ta giảm 10% cái là hợp lý, cái là người ta cũng bán, hoặc là gì, hoặc là người ta đảo tê người ta ra 5-7% người ta cũng bán, thường thường là như thế. MVKG hồi đến bao nhiêu bán? MVKG đoạn này em đang tính một trong những cổ phiếu mà mua vào. Nếu mà chị đang bán ngắn hạn thì là vùng vùng 49.5 vùng 50 chị nhé. Hoặc là hồi lên phát nào đến 49.5 rồi hôm nay về tham chiếu cái là chúng ta có thể là nhả ra được. Đang mãi vào hàng hết rồi, ok chị. Phòng này ít comment quá. Anh chị dành thêm những đợt like, đợt share anh chị. Theo truyền thông Iran đưa tin vệ binh quân mạng cách mạng thông báo tất cả các căn cứ trại tập trung nước này đã bước vào tình trạng báo động cao nhất. Iran nói chung là lại không ông nào chịu nhớ ông nào thì lại choáng nhau thôi. Mỹ có đứng ra hòa giải được không? Vậy nó đến là căm vặn rồi. Miệng thì nói hòa giải thôi, chứ quan trọng đó là hành động. Israel đã thông báo cho Hoa Kỳ hôm thứ Năm rằng họ có kế hoạch đáp trả Iran trong vòng 24 cho đến 48 giờ tới. Rồi đấy, các bạn nhận thấy được là đây thông tin này thì cả thế giới đang giảm đấy. Này thì chắc là trụ sẽ giảm giảm điểm nhiều hơn, trụ hay là trụ sẽ mình nghĩ là sẽ giảm điểm nhiều hơn trong nhịp này. Cái đoạn đầu thì bit giảm khá là mạnh. Mấy con khỏe được trước bây giờ nó giảm bù rồi. Xem thử con mấy con bất động sản. VR gãy về gãy vùng 28 luôn. Rồi sáng nay mà cứ loanh qua lượn quẩn MA200 là ok, nó sang 1175 1180. Còn để mà nói về dữ liệu tiếp theo là các bạn cứ đợi nhá. Hết phiên giao dịch hôm nay chúng ta mới gọi là cái dữ liệu đầu vào đầu tiên mình vẫn đánh giá được. Giống như phiên hôm trước mình nói chuyện với anh chị. Dữ liệu đầu vào đầu tiên cho chính là phiên này, như thế này là xong đến phiên chiều nay nếu mà nó rút được ngược lên trên này ấy, rút được ngược lên cái giá mà đóng cửa hôm trước ấy, cái giá đóng cửa mà hôm thứ ba thì lúc đó thì chúng ta mới có dữ liệu tiếp theo để mà chúng ta tính tiếp. Còn hôm nay mà vẫn cứ lằng ngoằng ở đây thì từ từ thế nữa chúng ta lại gặp một cái vấn đề nữa liên quan đến cái dòng tiền ấy chị. Dòng tiền bây giờ là dòng tiền trước nghỉ lễ rất là khó vào, người ta rất là khó để thuyết phục người ta vào trừ khi mà phải chiết khấu thật sâu. Thanh khoản trong nửa tiếng đầu tiên là 2.500 tỷ nửa tiếng đầu tiên cũng nhiều ấy. 2.500 tỷ gọi là tiếng đầu tiên chúng ta được 5.000 tỷ rồi. Lạc quan lên thì đầu tiên nó giảm mạnh như thế này thì khả năng phía chiều nó còn có cơ hội hơn anh chị nhé, chứ không phải là lúc mà tầm 2 giờ 2 giờ 15 nó mới ép xuống như này thì rất là khó đúng không? Đầu tiên nó giảm như này thì anh chị còn có cơ hội mà chiều nó hồi nhiều hơn. Điểm số thì thùng đáy rồi ấy, nhưng mà mình thấy được là một vài những cổ phiếu mà cái phiên phiên thứ ba mình nhớ một vài những cổ phiếu mà mình bắt đáy cái phiên thứ ba thì nó cũng chưa về đến cái giá đấy đâu. Ví dụ mình nhớ PPD thì bây giờ đang ở vùng giá 29.6 này, nghĩa là thị trường thùng đáy rồi, nhưng mà cổ phiếu này cũng vẫn đang ở cái vùng vùng mà hôm đấy là mình mua cái nhịp tiếp theo
Mình vẫn định giá chị nhá. PVD thì mình vẫn định giá là từ 35 đến 38. Vì cái đoạn vừa rồi là nó chạm đến 35 là mình báo anh chị em ở trong phiên là bán hết. Nhưng mà khi mà nó đã chiết khấu rồi, từ 35 mà về 29 là chiết khấu tầm khoảng 20% rồi. Bắt đầu mình lại thấy hợp lý lại là mình mua anh chị nhá. Cái này là mua cho mục tiêu khác anh chị nhá, chứ không phải là cho mục tiêu hồi đâu. Hay là mình mới nói là dầu khí PVPS PVD anh chị phải có một cái mục tiêu dài thì chúng ta tham gia, còn ngắn ngày là thôi phải bỏ thôi. Ngắn ngày bây giờ chắc là 7% thì khó, nhưng mà từ 7 đến 10% cắt lỗ là vẫn cứ cắt lỗ được. VCI đang xanh, VCI đang xanh đầu tiên. SSI thì cũng đang giảm tầm khoảng 1%. Có 50 mã xanh anh chị nhé, ta đang có 50 mã xanh và 40 mã tham chiếu, tức là chúng ta đang có tầm khoảng 80 mã là chống chịu với thị trường. VCI mày VCI khối ngoại mua vào một nửa cái số này. Xem dầu là xem dầu có PVS, PVD, BR, BR vẫn tham chiếu à. Cái nhịp như này là BR phải, phải tăng mới là đúng. Nhà Vick vẫn đang âm. Hai con nhà Vick thì vẫn đang âm tầm khoảng 2,6 và 2,5% anh chị nhé, cùng với BCM các cái cổ phiếu ngân hàng cũng đang âm nhưng mà âm đều. Phải sinh về 1.200. Thị trường thế này có nhịp hồi kỹ thuật không? Hồi kỹ thuật nói chung là chắc chắn là có, chắc chắn là có. Quan trọng là nó hồi về tới đâu thôi nhỉ. Đang full hàng đáp trên 12%, đang full hàng âm đáp 12 cho nên bạn ra 1/2. Nhưng mà đến đến giai đoạn này thì em nghĩ là để giữ này, không dính đến mặt gì là phải giữ này. Đừng có margin rồi cũng Không dính cái margin là giữ. hồi về còn âm khoảng 8% là bắt đầu chúng ta hạ 8% rồi chúng ta lên hạ 1/2. Đáp âm 12% là gọi là 3 phiên là chúng ta mất gần hết cái thành quả của từ đầu năm đến giờ. Bởi vì từ đầu năm đến giờ thì mình nghĩ là tầm thường thường là mọi nhà đầu tư sẽ lãi tầm khoảng 15 cho đến 20%, là mất 12% rồi thì chắc là chỉ còn tầm khoảng 3% lãi. DGC xanh trở lại rồi. Ok. Tìm một nhóm dẫn anh chị ạ. Bây giờ phải tìm một cái nhóm cổ phiếu nào mà dẫn được thị trường lên. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà có một nhóm dẫn thì các cái nhóm khác nó nhìn vào thì lúc đó thì mới ổn được. 1180 rồi. DGC xanh trở lại, nhiều nhiều cổ phiếu mình thấy cũng xanh trở lại, GAS, GVR này. Có 53 cổ xanh. Các bạn xem là cái danh mục của các bạn thì cổ phiếu nào đang âm nhiều nhất anh chị nhé, cổ phiếu nào đang âm nhiều nhất là phải theo dõi đó.
cứ phải theo dõi đó, không có nhiều lực có cơ hội là chúng ta sẽ té cổ phiếu đấy trước. Thôi, thấy sáng mở gấp như thế này thì được, đỡ hơn phiên chiều. Dồn tới phiên chiều thì khá là áp lực. Chiều là hàng bắt đáy tự doanh về lại doanh ở đấy bắt 1.500 ngủ. Sáng nay có ngồi mua này, sáng nay có ngồi nó mua được 71 tỷ, nó mua mấy con mà giảm nhiều rồi chị. Đấy, SSI rồi DIP này, rồi VCI này, Vinamilk, Hoa Sen, Hòa Phát này, DGC, Đặng Phương, rất là nhiều. Mà mua khối lượng ít quá này. Thanh khoản sáng nay cũng to lên hơn ngày hôm thứ tư ít anh chị nhé. Nhìn chung thì nó mở gáp như thế này thì nó sẽ có nhiều biến động hơn. Visa hồi đến đâu thì cơ cấu được, cũng tùy cái tỷ trọng của chị thôi. Nhưng mà có mục tiêu, ví dụ như có mục tiêu của Visa là nó hồi là về lại tới cái vùng là 48 lần. Ví dụ như mà chị mà cầm với tỷ trọng thấp thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng về cái mục tiêu đấy. Nhưng mà ví dụ như mà tầm anh chị cầm đang full hàng thì chẳng hạn, thì chúng ta lên tới 47 là lên gần tới 47 thì chúng ta phải canh hạ ra một phần lớn đúng không? Chúng ta hạ ra ví dụ như hạ đi một nửa đi, còn một nửa chúng ta chờ kỳ vọng ở 48. Thì giả sử như nó không về được 48 thì chúng ta vẫn có 50% hàng để cover lại ở vùng phía dưới. Vậy hình dung nó là như vậy nhé. Còn không thể là bây giờ chúng ta không thể là hạ ở ngay cái một điểm mà nó chính xác và ngay được cái điểm đó được. Chúng ta hạ theo cái chiều hướng lên thôi. Mình vẫn chia sẻ anh chị nhá, đã xác định là hạ cứ hạ, xanh là hạ, chia ra là hạ, cứ kỳ vọng về điểm này điểm kia cuối cùng cũng kẹt. Bao nhiêu lần rồi mình nói thật, bao nhiêu lần đã xác định một cổ phiếu hạ đã giữ được là phải xác định giữ, cứ lửa là lửa mỡ xong rồi khó lắm. Mấy con thép cũng bắt đầu xanh trở lại nói gì đây, thị trường nói chung là cũng có tí nó tích cực hơn, có lực bắt đáy, có lực bắt đáy Visa được 1,3% rồi. Cái nhân tiện cái câu chuyện vừa rồi mình nói là đã xác định hạ là hạ nhé chị, đã xác định giữ là giữ, chứ còn là ví dụ như là đến giữ 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 đến âm đến 10-15% rồi không giữ được nữa là lại buông ra đi, khó buông ra như thế là nó phí. Ví dụ như là trong phiên sau cái phiên ví dụ sập 60 điểm cái là anh chị sẽ có những cái danh sách mà anh chị muốn hạ hạ cái là trong những phiên đấy là chúng ta bắt buộc là chúng ta sẽ phải hạ dần ra. Đã xác định được một vài những cổ phiếu chúng ta nắm giữ rồi, chúng ta phải nắm giữ tiếp. Bây giờ mà cái phần đấy mà nó âm là phải để ra bên ngoài. Ngày nào cũng nhìn vào nó là gì, bao giờ tâm lý của chúng ta cũng là muốn gọi là bán hàng ra. Trong những cái phiên như này là phải 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 gọi là phải xem cổ phiếu để mà gì để mà ra trận lần tiếp theo. Gọi là quyết liệt anh chị nhá. Gọi là mình vẫn nói rằng là khi mua chúng ta chia ra thành hai điểm mua, nhưng mà khi bán chúng ta có thể chia ra thành ba bốn điểm bán anh chị. Ví dụ sáng bán, chiều bán hoặc là gì gì đó cũng được. Khi mua thì chúng ta cũng như thế, nhưng mà khi bán là chúng ta có thể chia bước ra, thấy nó xấu cái thì gọi là tâm lý của chúng ta gì, chúng ta tiếc thì chúng ta cứ chia ra. Bình thường là không bán được đột phát là sao, bán đột phát thì nó đau, thì bây giờ thì chia ra nhỏ nhỏ mà bán. Ok, Hòa Phát thì đang xanh trở lại rồi. Có những tín hiệu của mấy cổ phiếu mà nó to to ấy. Còn nói thật bắt đáy đoạn này bắt đáy nắm giữ là mình không khuyến nghị mọi người đâu anh chị nhá. Bây giờ hồi lên cái là rất nhiều người là sẽ tiếp tục cái công việc của người ta là gì, là cơ cấu tài khoản này. Nên là mình bắt đáy mà mình hold luôn trong giai đoạn này là mình chưa khuyến nghị đâu. Ok, thép là nhóm mà cũng đang hồi lên này. Đấy, các bạn nhìn đây, đoạn này chúng ta phải phải chú ý nhá. Chưa nói là về đấy, nhưng mà giai đoạn sau là các bạn sẽ có những cái dữ liệu để mà chúng ta vào cổ phiếu nào hay là chúng ta mua cổ phiếu nào.
lướt bảng điện nhiều ạ, lướt cho tất cả các dòng ấy, xem là con nào mà ngoi lên đầu hay là con nào mà có dòng tiền vào đầu thì chúng ta sẽ có cơ sở. Công Còn BVD của anh thì mẫu rồi 3% rồi. là con nào của mình cũng âm giống các bạn thôi. Đây là anh mới khoe bắt đấy, còn BVD đó giờ nó tăng 3% rồi. Rồi, đỉnh ha. Còn đây đây mình có nói là cái đây là PVD này là mình bắt mắt về câu chuyện cơ bản đấy chị nhá, chứ còn không phải mình không bắt về kỹ thuật đâu, mình không bắt về kỹ thuật đâu. Còn là mình có cái hy vọng về 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 PVD thôi thì mình tham gia thôi, chứ còn câu chuyện về kỹ thuật của PVD thì bây giờ bảo bắt PVD về kỹ thuật thì mình cũng cũng thấy rằng là nó chỉ để đến vùng thôi. Các bạn nhìn thấy PVD này đến vùng này 29 29.5 hôm trước này mình đến cái vùng này chúng ta bắt. Còn để mà nói là bây giờ mà bắt và nắm giữ thì bình tĩnh. Anh cho em hỏi bộ chỉ số là chung hay chị nhá? 7, 9, 17, 26 là bộ chỉ số chung của tất cả mọi Ichi. Em cầm đích SRS đang âm 6%, đang full margin là phải hạ. Full margin cứ hồi xanh là bạn hạ tiền dần đó. Full margin là mình nghĩ như thế. Tiền dần ra. Hạ con nào trước là SHS và đích. SHS là khả năng nó sẽ hồi như SHB. Thì dù nhìn hôm nay mình nhìn thấy là SHB hồi như này là SHS sẽ có khả năng nó sẽ hồi nhanh hơn. 19 đích này. Đấy, hôm trước mình cũng chia sẻ với chị nhá, đích này. Bây giờ để mà bắt ấy, nói thật với chị là mình sẽ phải đợi tuần sau. Cái này kể cả hồi lên mình cũng chưa bắt đấy, bởi vì cái kiếm song kiếm của Ichi nó rất là mạnh như thế này. Rất là mạnh như này thì cái dao găm ngay gần ấy nó không đỡ được đâu. Nó không đỡ được đâu. Anh chị cứ nói là về dao găm thì bắt ấy, nhưng mà anh chị phải xem hình thái hay là cái xung lực của cái cổ phiếu đấy nó giảm mạnh yếu như thế nào. Chúng ta bắt bừa là chúng ta cứ nghe anh em ITP nói về bắt ở dao găm 6 năm hay gì gì mà chúng ta không nhìn hình thái kiếm thì chúng ta cũng vẫn đi anh chị nhé. Như hôm trước mình nói là TCH thì tại sao mình bắt TCH, bởi vì sao, bởi vì cái khi mà chạm về dao găm như này là cái hình thái của hai cái TK Kijun, tức là cái xu hướng của chúng ta là nó chưa bị giảm thì chúng ta bắt thì chúng ta vẫn còn cái kỳ vọng là nó hồi lên. Là sao đây 15 mới bán 16 ấy. Hôm livestream mình chia sẻ luôn anh chị nhé, mình bắt 15 mà mình quên mua 15 mình bán luôn 16 ấy. Cái đoạn đằng sau này tôi kệ nó này. Nghĩ là lên cái anh xanh của đích để mà cơ cầu, ví dụ là tầm khoảng 29 29 chấm mấy 29 chấm x nhỉ, hoặc là xanh lên một chút là chúng ta cơ cấu trước con này đi, sẽ bắt nhịp sau anh chị nhá. Với hình thái kiếm này sẽ bắt nhịp thứ hai, sẽ bắt nhịp giảm thứ hai của cổ phiếu thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Nhịp thứ hai là nó sẽ vào cái giai đoạn mà kiếm tách, xu hướng nó giảm thứ hai nó sẽ yếu hơn so với nhịp đầu tiên. Thằng quỷ hoa sen gãy quá, gãy quá hay gãy quá, gãy gãy chung chị. Ở này được mua nắm giữ rồi mình vẫn chia sẻ luôn nhé, mua nắm giữ là chưa lên. Hoa sen này gãy chung mà. Gãy hết. Đầu khí thì tăng lên được một chút, tăng lên là cứ phải hấp thụ được cái lượng, gọi là lượng cơ cấu ra thì nó mới tính được tiền. Vinhome vẫn đè anh chị nhá, Vinhome vẫn đang 2,0 đến 2,4%. Banh thì cũng chưa có gì xanh cả, banh thì hôm nay có SHB, gas. Hôm nay nhìn thấy gas này là PLX rồi. PLX thì vẫn đang âm. Có gắt mà đỡ được được.
cho em tiếp tục đạt chắc chắn thôi chị, nó phải dập dà dập dình làm sao nó đi lên được, nó như con sóng lên xong rồi xuống, lên xong rồi xuống. Lần vậy mới có được cầu đi. Chứ làm sao nó đi thẳng lên được chứ, kiểu gì nó chả phải cong xuống. PCI, SSI thì cũng giảm nhẹ. VND thì chắc là cũng giảm nhiều quá rồi, chỉ dừng đấy. Từ 24 mà về đến 18. Ta đang có 75, 80 mã xanh, 80 mã xanh và 343 mã đỏ. Công nghiệp thì có GVR, mấy con khác thì không có gì cả. Bán này thì mở bộ đôi Masan thôi, câu chuyện IPO chắc là nó vẫn còn đang xanh. VCG lại tím. PVS đang âm 5% full margin thì hạ rồi. Giai đoạn này hồi xanh là hạ được chị nhé. Với bình thì margin giai đoạn này. Hạ dần đi chị, ví dụ ta đang 100% margin thì chúng ta hạ dần đi, không phải đến khi là công ty chứng khoán người ta hạ cho. Vừa về đến bao nhiêu 39.5. Như vừa rồi mình nói, bây giờ bán đau quá thì cứ chia ra 3 làm 4 mà đảm bảo. Cứ muốn bán đúng đỉnh thì làm sao mà đoán được, giống như kiểu là chúng ta muốn muốn muốn, muốn chốt đúng đỉnh bán đúng đáy. Kể cả hồi cũng thế. Chị Tuyết Lê hỏi cái cổ phiếu LC. LC hồi về giá nào thì thoát. LC đỉnh hồi của nó là vùng giá 22 chị nhé, 22. Góc nhìn của em là từ 21.5 là chúng ta cũng vẫn bán dần đi được rồi. PVS full margin, đoạn này full margin là khó xử lý lắm, thật anh chị, đoạn này full margin cực kỳ. Xử lý ở đây là xử lý về tâm lý của chúng ta. QCG lại tím. Okay. Không biết câu chuyện của QCG là gì nhỉ? Kinh nhỉ? Một mình anh đi ngược dòng. Hai phiên này. 2,5 phiên. HAG có mua được không? HAG. Thôi đoạn này thì em không khuyến nghị mua rồi. Anh chị bọn này em không khuyến nghị mua rồi đấy. Như này mua cái gì? Mua bắt đáy thì về 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 10.5 anh chị nhé. 10.5, 10.8. Loanh quanh vùng đấy chúng ta mua. Mua bằng tiền mặt thì ok anh chị nhé. VP Bank mua 18 chấm nay về gia tăng được không? VP Bank mua 18.5.
VPBank chưa anh chị ạ? Đây là gọi là chúng ta bắt đáy rồi đúng không? Chúng ta cần cần giá vốn thôi, chưa mua được đâu. 18.5 này cũng mới gần đây. 18.5. 18.1, bây giờ mới âm 1-2% thì chưa chưa vấn đề gì cả. Thùng 18 thì bán hết. Nếu mà anh thùng 18 bán hết anh chị ạ. Mới 1-2% thì chưa nên gia tăng làm gì cả. Cứ đợi nó hồi về đính chính cái điểm này, thế là sao nó phải lấy lại được 19 ấy. Thì lúc đó chúng ta tính gia tăng sao? Chúng ta gia tăng giá lên anh chị ạ. Đoạn này là phải nên gia tăng giá lên của VPBank. Xuống ạ, xuống phải 16 mới có cái điểm điểm mua. Đang còn 60% tiền mặt. Ok, chị cứ giữ đi, chị cứ giữ đi. Gia tăng giá lên đi chị ạ. Vượt 19 thì hãng tính. 18.5 bây giờ đang là 18.15, âm có 1-2% thì không cần phải gia tăng làm gì. Ok, giờ đang chúng ta đang âm tầm khoảng 9 điểm. Đang có vẫn có 75 mã xanh anh chị ạ. OC bây giờ nhìn nhìn số mã xanh thì nó dễ lắm. 85 mã rồi, xem ông nào. Toàn mấy ông không có tên tuổi. BCG là đang tăng 2,1%, SHB này, PVD này, VCI này. Mấy ông này mà chiều mà thị trường rút chân là nó bốc đầu ngay. MSB, Masan, Nam Từ Liêm vẫn đang tăng 0,5%, DGC đang tăng 0,5%. Bit. Ok. Xanh mới tham chiếu được là tốt. Họ nhà Masan tăng. Tiếp theo câu hỏi tiếp theo của các anh chị nhé. LCG chia làm 3 điểm mua. LCG thì cổ phiếu này thì nó không có tính cơ bản nào, mình cũng không khuyến nghị mọi người mua. À, mình sorry nhé. LCG hay LDG nhé. Mình nghĩ là LDG. Ok, LCG thì còn ok. Bây giờ muốn chia thành 3 điểm mua. Rồi hôm nay. Còn này thì cái khung tuần của nó vẫn còn giảm mạnh quá. Khung tuần này nó vẫn còn là, nói chung là nếu mà nói về khung tuần này là mua mua đoạn này là chờ lâu lắm. Con này mua thì mua được nhưng mà để mà nói mà hồi mạnh ấy, con này phải đợi 3-4 tuần nữa. Chờ lâu lắm. Nếu mà chúng ta mua, nếu như là mình cổ phiếu này nhá, mình sẽ đợi khi nào mà kiếm tuần này nó yếu ấy, thì lúc đó mình sẽ mua. Còn đoạn này nó chủ yếu là nó kể cả nó hồi lên thì nó cũng sẽ lại lằng nhằng ở đây trong tầm khoảng 3 đến 4 tuần nữa. Để mà mua mua con này ấy, thì nếu như anh chị nào mà phải có một cái view đầu tư tầm khoảng trên 2 tháng ấy, hoặc là thậm chí trên 3 tháng thì chúng ta mới mua ở những cái điểm như thế này. Còn với cái mình thì khung tuần như thế này thì nó còn phải khó khăn trong tầm 3 đến 4 tuần nữa. Thế là sao nó cứ lằng nhằng đúng nha đúng nhất ở đây dưới cái mây này hơi khó mua ấy. Với LCG nên đợi tầm khoảng 3 đến 4 tuần đó đối với cổ phiếu LCG. Ta đang có 3 mã sàn, không biết là sàn ông nào đây. TR.
TCH vào thêm chưa, chưa vào thêm vậy, ít nhất là phải đợi hàng về hay là ít nhất phải chúng ta phải nhìn thấy tín hiệu của phiên giao dịch ngày hôm nay ạ, thì chúng ta mới mới vào TCH nha anh chị nhé. Hôm trước thì chúng ta đã tham gia 15 15.1 đấy, ít nhất là phiên giao dịch này đợi hàng về, hoặc như em nói là nếu mà có hàng sẵn thì cố gắng mà đảo trong phiên ở vùng giá 16. Hôm trước nhiều bạn hỏi mình ấy. Còn bây giờ hàng chưa về thì chúng ta phải đợi hàng về chúng ta tính tiếp. HCM23 hàng phát hành thêm chưa, mua thêm được chưa, về mua thêm được không? HCM thì mình chia sẻ hôm trước đấy, những cổ phiếu chứng khoán này là những cổ phiếu mà mình sẽ quay trở lại ở trong nhịp này, nhưng mà không phải vùng này đâu, với mình thì nó chưa 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 hấp dẫn lắm. 23 24 này mới là cái vùng hấp dẫn anh chị, với mình ấy, ví dụ HCM này, anh chị hỏi mình thì mình chia sẻ luôn 23 24 mới là cái vùng giá mà mình hấp dẫn, hay là SSI thì mình có là vùng giá 32 mới là cái vùng mà mình thấy nó hấp dẫn đối với cổ phiếu chứng khoán. Còn đoạn này thì sắp rồi, nói chung là sắp tới gọi là hấp dẫn để mà chúng ta mua giữ được ấy. Nhịp cuối năm ngoái thì nó giảm từ nhiêu, 36 về đến 26, nhịp này nó đang giảm từ bao nhiêu, 39, bây giờ về 33. Danh mục chỉ có mỗi HCM là còn lãi, ok anh chị. Đấy, HCM là cái cổ phiếu mình nhớ là chỉ có HCM hay là CTG, Vietcombank hay là một vài những cái cổ phiếu lớn ấy, thì mới được vay cái mức gọi là 30 70 thôi. Còn đâu thì bọn còn lại chỉ có 50 50 là nhiều, nhiều cổ phiếu còn 60 40 trong những cái nhịp như thế này. Đấy là về ở VPS anh chị nhé. Còn bên ngoài thì mình không biết. Mà những cái cổ phiếu này mới là những cái cổ phiếu mà được vay nhiều margin ấy. Mấy cổ phiếu lớn. Vietcombank, Bit, HCM là Hòa Phát ấy. Mấy cổ phiếu này mới được vay, còn mấy cái ông kia thì mà những cổ phiếu này thì nó mới giảm được bao nhiêu phần trăm đâu, 6 7%, 7% như này thì làm sao mà đã dính côn được, côn công ty chứng khoán là chưa. HCM mua thêm được chưa thì đấy thì em nói luôn là HCM thì với em thì nó về đấy thì nó mới thấy hấp dẫn. Còn anh chị mua, ví dụ anh chị mua trước cũng được, đây là 26 thì chúng ta phải tính tức là nếu mà chúng ta mua đây chúng ta còn phải tiền về vùng giá dưới này nữa, tầm khoảng 7 8%. Bây giờ nó đang rơi như này thì xe là nó đấm 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 Iran rồi và tăng dầu khí tăng chứng khoán giảm thì không biết đến bao giờ. Ok, sáng nay thì mình cũng cập nhật anh chị rồi, không những là đấm đấm nhau mà còn dọa nhau hạt nhân hạt nhiếc. Nhưng mà thằng Israel này nó cũng màu, không nghe, nó nghe Mỹ luôn. Nhưng mà để xem, mình hôm trước thì mình cũng nói cũng chia sẻ với chị ấy, để xem là lần này nó bắn bao nhiêu vào. Ví dụ như hôm trước ông Iran bắn 300 mà hôm nay ông Israel chỉ bắn có 150 quả thôi, thì lần sau thằng Iran nó bắn tầm khoảng 70 quả thôi, cứ thế giảm dần với nhau thì bắt đầu hạ nhiệt được. Bởi vì nhiều khi chúng ta cũng biết được là những cái nước như này thì nó còn 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 gọi là cái thể diện của nó nữa. Ví dụ mày đánh tao 2 quả thì bây giờ tao cho tao đấm lại 1 quả đấy đúng không? Rồi tao với mày hòa. Kiểu kiểu như thế. Nhắc lại anh chị nha, bây giờ anh chị kẹt là phải để cho nó một bên, đặc biệt là anh chị đã phòng thủ rồi ấy, để cho nó một bên. Bây giờ cứ nhìn vào nó là chúng ta chỉ muốn bán,
Lại sinh nào, xem nào. Lại sinh thì cũng đang sót lại một chút. Máy tay không thì phải đợi chiều chứ ạ. Đợi chiều các bạn nhìn thấy thế là ví dụ thanh khoản to này xong rồi thì giảm điểm sốc, điểm mạnh ấy, thì lúc đó thì may ra mới thấy không được. Cái đoạn này làm sao mà thấy không được. Đoạn này với mình thì nó vẫn đang diễn ra bình bình đấy. Nam Từ Liêm, LDG, QCG. Còn lại thì mấy ông giảm yếu yếu hơn thì có 55 2% Nick 2% CR 2% TCS 2% SEO 2% Novaland cũng 2,7% Đất Xanh 3% Đạt Phương rơi thẳng luôn. Nhịp trước thì khỏe đúng không? Nhưng mà nhịp này không chống lại được thị trường. Cái phái sinh cũng chưa phải sọt mạnh đó, phái sinh cũng chưa sọt mạnh, túc tắc này. Lại đánh nhau rồi, trên Nga đen đến nơi rồi. Khả năng VN xuống 1150. Em nghĩ là đoạn này còn chưa tạo đáy một xong thì chúng ta vẫn phải có những trường hợp đấy chị nhé, tại 1150. Quan trọng là nói thật với anh chị bây giờ đoán điểm số thì chúng ta chưa có nhiều dữ liệu lắm, đoán thì đoán được thôi nhưng mà mình thấy là nó cứ nó kiểu như là mình hay nói là cái gì là bây giờ đoán điểm số ấy, thì sẽ gieo cho anh chị một cái hy vọng. Tức là sao, bây giờ ví dụ thị trường ở 1180 rồi, mình nói là thị trường về 1150 thì lại gieo cho anh chị một cái hy vọng là gì, là thị trường về đấy là nó sẽ thôi, nó ngừng rơi nữa thì bây giờ các cái cổ phiếu của chúng ta nó âm thứ này thôi, thì đến đấy là nó sẽ bật lên, thì nói chung là lại gieo cho chúng ta một cái hy vọng về cái việc mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu đến cái đoạn đó. Mà đến cái đoạn đó thì nó lại không có tín hiệu gì mà nó ổn đấy, thì tự nhiên là gì, tự nhiên là chúng ta lại phải lùi xuống là gì, ví dụ 1120, 1100 chẳng hạn, đúng không? Em nói là đoạn này thì nếu mà có cơ hội thì nếu mà đã ngồi yên rồi thì cứ ngồi yên đi. Khi nào mà mình nhìn thấy gọi là thêm những cái dữ liệu, thêm những cái tín hiệu thì lúc đó thì chúng ta sẽ tính tiếp với chị nhé. Ok, lại quay trở lại gần đáy lúc sáng rồi. Mà phái sinh thì nó vẫn 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 giữ nguyên thôi, vẫn là 1200. Phái sinh thì không giảm mạnh lắm nhưng mà cơ sở thì đang chắc là lại ép cái ông trụ nó xuống đây. Vinhome 3%, VIX 3%. Này lên chả được bao nhiêu nhưng mà xuống là xuống thế thôi. Khả năng xuống 115x luôn rồi chị, căng à.
nghĩ là ở đây mình nó ngóc đầu lên được thì ở khung 15 phút nó cũng có một cái tín hiệu đảo chiều nhẹ trong khung 15 phút rồi vậy. Hôm nay mà ngóc lên được khoảng cái vùng mà 1285 thôi, đó 1185 mới đi, thì khả năng là nó sẽ đảo chiều được trong khung 15 phút hướng về cái mục tiêu là 1200 trước. MACD khung 15 phút thì nó tạo được một đáy rồi. Bây giờ thì nó cần ngóc lên lại được cái chị nhé, nó chỉ ngóc lên lại về khoảng là âm 10 điểm thôi, âm 10 điểm. Biết đoạn này bạn nào mà sọt thì đừng sọt, nếu mà sọt thì sọt ngắn này, khúc dài thì sọt nó đang yếu này. Mười chín tháng tư trong phiên này không nên sọt, trong phiên này đến đây là không nên sọt. Khó sọt và như vậy khó thủng cái đáy từ sáng luôn, sọt cái sân nó khó thủng cái đáy từ sáng. Phiên này thì để mà sọt thì nó sẽ rơi vào từ đây, đây là bao nhiêu cây nến nữa? 9 đến 15 phút nữa là bao nhiêu? 9 đến 15 phút nữa là nó sẽ rơi vào 2 tiếng nữa, tức là tầm 1 rưỡi, 1 rưỡi. Nói sinh không xoắn mà cơ sở cứ giảm thế mới tài. Cơ sở là bán ra quyết liệt đấy, nói sinh vẫn giữ nhá chị, nó không đi cùng vào nhau. Nói sinh vẫn giữ 1.200, quanh 1.200. Sở 15 điểm rồi. Chắc chắn là ép ông nào xuống. Hôm nay toàn thị trường hình như đang bán. 10 giờ trở đi chắc là bên nào giải chấp chăng? Nhưng mà nói thật anh chị là trong cái nhịp vừa rồi thì để mà giải chấp mạnh khó. Vì sao? Bởi vì chúng ta đã có những cái nhịp như này, nhà đầu tư đoạn này đã nghi ngờ với thị trường, nên là nhiều người thì cũng đã ra ở những nhịp này rồi. Còn ví dụ như những cái trường hợp mà kéo lên mà thanh khoản nó đột biến ấy, xong rồi quay đầu luôn ấy, thì đoạn đấy thì dễ giải chấp hơn. Thanh khoản nó rất là cao, cứ đều 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 đi cao lên, xong rồi bắt đầu nó bùng phát xuống thì đoạn đấy dễ giải chấp hơn. Một cái đoạn mà nó đã gọi là đã giảm sóc rồi, giảm sốc rồi, nhưng thanh khoản nó tăng cao sau đó nó bắt đầu nó giảm rồi, thì mình nghĩ là cái giải chấp diện rộng thì nó sẽ khó hơn. Tháng tư chết chóc, Xin tháng này khó thật. Xin chào Di Lập Bùi nhé, nhìn vậy thôi ở đoạn này nó dễ hồi lắm chị, nó thật là đang gồng đây, mình nghĩ là đoạn này nó dễ hồi, dễ tăng lại lắm, nó ép như vậy thôi, sáng nó ép như vậy thôi chứ không có lực bán nữa là nó hồi ngay, cái gì cũng có. Mở gáp thì coi như là vùng này cũng là giảm kiệt sức rồi, nên là mình nghĩ là anh chị nào mà không margin thì đừng có bán đoạn này, gồng luôn đúng không? thật sự bán xong là nó hồi lại mà khoảng cổ phiếu mà nó hồi lại có 5-7% rồi chúng ta lại nghĩ đến chuyện mua lại đúng không, mất công thôi chúng ta chờ hồi đi, chúng tôi bán nó thoải mái hơn, tâm lý nó thoải mái hơn, lỡ gồng rồi tới đây rồi thì gồng thêm tí đi anh chị. Mình thì danh mục cũng đang có cổ phiếu là lỗ ở 13-14% đây.
vẫn chờ hồi thôi, một vài cổ chị. Thì anh mới bảo là đoạn này thì chỉ có margin là khó xử lý thôi. Thế là đoạn trước không biết là chắc là anh chị cũng trải qua cái nhịp năm ngoái đúng không chị? Trải qua cái nhịp năm ngoái. Giảm trái thì đâu lại về đấy. Quan trọng là Nó có ý như mấy con SSI xong nó lại tăng luôn. quan Giảm trọng là trái cổ bao nhiêu? phiếu của chúng ta là chúng ta có xác định chúng ta nắm giữ dài hay không. Gần đây nhất không phải nói 2022, gần đây nhất này. Cái nhịp giảm mà 2023, 2023. Còn mặc gì thì khó, mà mình nói thật là mặc gì là khó, chúng ta phải mình nói đây cái giai đoạn này mình nhớ y nguyên với anh chị là cái câu là gì, là cái việc mà anh chị nào mà đang ở đu đỉnh, anh chị nào mà đang 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 gọi là đang đang mua cổ phiếu ở cái vùng đỉnh của cổ phiếu à của trong cái giai đoạn vừa rồi ấy, thì phải tự bảo vệ mình là như thế. Mình nhắc đi nhắc lại cái câu đấy. Hoặc là gì nữa? Ví dụ như bình thường chúng ta đánh 1 tỷ thì bây giờ chúng ta chỉ đánh 500 thôi. Đấy. Toàn bộ nó như thế, chứ còn là trong cái nhịp như trong cái nhịp mà nó chưa giảm ấy thì các bạn sẽ không 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 nghe đâu, mình nói thật là không nghe đâu. Giai đoạn đấy nó còn đẹp quá đó. Nhiều cổ phiếu nó còn đẹp hay gì thì đó nó, chúng ta vẫn còn hy vọng thôi. Đoạn này thì vẫn còn nhiều người nói là vốn thấp hay là gì gì đó, thị trường ta lên 1.300 bao nhiêu, 1.300 bao nhiêu đó. Thì mình chia sẻ là những cái đấy thì chỉ dành cho những ai mà có vị thế trước rồi thì các bạn hãy kỳ vọng như thế. Còn những ai mà mới mua gần đây nhất, tức là sao là chúng ta đu đỉnh, chúng ta không có vị thế tốt thì chúng ta phải tự bảo vệ mình, là vì như thế mình cảnh báo rất là kỹ ở trong giai đoạn đấy rồi. Còn khi mà chúng ta đã phòng thủ được rồi thì bây giờ sẽ phải nghĩ đến cái việc mà phải phản công trở lại thôi. Đoạn này mấy con chứng khoán nó quan trọng mấy chị nhé, nhìn vào mấy con như là SSI hay là SSF kiểu như là trong cuối tuần đó chị, nó đang gãy một cái hỗ trợ khá là mạnh, nghĩ là cần cần phiên này nó cần rút chân, hôm nay nó rút chân thì đẹp. Chiết khấu thì mấy con này cũng chiết khấu cũng nhiều rồi, SSI chiết khấu tới cái vùng 34 rồi cũng nhiều, hôm nay mà rút chân lại thì đẹp hơn. Qua tuần sau thì có thể có những nhịp xuống trước nhúng xuống trước, nhưng mà nhúng xuống đầu tuần thì nó không sao, nhưng mà cái đoạn này mà nếu mà không lấy lại được trên những cái đường mà ví dụ như loại mai 20 tương ứng với cái đường mà Kijun đó, Kijun của Ichi, lấy lại cái đường đó thì cái trang cổ phiếu này mới trong trung hạn nó mới ổn hơn được. BVS có điểm đánh tay không, hôm nay nó tăng rồi thì chắc là khó chị, khó tăng đánh tay không. BDR với đích về giá nào mua được ạ? Hôm nay thì mình nghĩ là BDR với đích thì chị mua chủ yếu là tay không thôi, hoặc là có tay cộng thì mua, chúng ta có nhiều tiền mặt chúng ta mua tay cộng với chị, còn nếu không thì chúng ta chỉ lướt trên hàng có sẵn, và hôm nay thì nó âm như vậy thì anh chị hoàn toàn có thể mua được thôi đúng không? Ví dụ như giả sử mà giờ chị mua trên hàng có sẵn mà năm tầm 2-3% chúng ta mua xong thì nó xanh lại tầm 2% là anh chị bán được rồi. Anh chị tính như vậy thì chúng ta đó có được những khoản lợi nhuận là 4-5% để mà bù lại những cái khoản lỗ trước đó. Mình nghĩ là dành cho các anh chị chủ yếu là anh chị sẽ không bù lại những khoản lỗ trước đó để làm sao cái tài khoản chúng ta nó lỗ ít nhất thôi. SVP thì chính thức tiến hành bán USD anh chị, tỷ giá nó sẽ ổn. Bán Đoạn chưa? này thì XI nó cũng gặp đỉnh đấy, nó cũng gặp đỉnh thì kỳ vọng nó có nhịp chỉnh anh chị. Bán chưa? Bán chưa? Bán rồi. Có tin rồi à? Anh ngày mai anh chia sẻ đây, anh Pha Sơn anh chia sẻ rồi. Bán USD thôi cùng cảnh hết thôi mà, thật ra đoạn này anh chị nào cũng kẹp hàng thôi, nhưng mà tùy cái tỷ trọng đúng không, với lại tùy với cổ phiếu. Ví dụ như cái đoạn trước thì mình kẹp ở trên đó cái vùng tỷ trọng ít hơn thì cái tài khoản mình hiện tại thì nó cũng âm khoảng là ở cái mức NAV là khoảng 5% với chị, 5% hơn tí. Nhưng mà ví dụ như chị mà mới tham gia thôi, mới tham gia ngay cái vùng này thì các anh chị sẽ có những cái khoản lỗ mình tin là ở cái mức là 10%, quanh cái mức đấy tầm tầm 10%. Đoạn Làm vừa rồi sao thì để mình đoán thôi, chứ còn không biết là thông tin như nào, không biết là thông tin ra chưa, nhưng mà khó ra lắm. CI Novaland mua ở này còn âm 10-15% nữa là mới ông tăng mạnh. Ra thì các cổ phiếu ấy là khi khủng này thì chúng ta đang cắt, mà có một cái là đợt trước là hơi chủ quan vậy, chúng ta không dùng những cái lệnh mà stop order ấy, của bên VBS thì nó có những cái lệnh đó, và mình nghĩ là các công
ty chứng khoán khác nó cũng có thôi, nhưng mà chúng ta chủ quan, chúng ta không nghĩ đến cái phiên ấy, thì khi những cái khoản lỗ mà bắt đầu xuất hiện ở cái mức 10% thì rất là khó cắt, nó thật là nó khó cắt. Chứ còn lý ra là trong cái phiên mà index nó thủng 1240 ấy, trong cái phiên mà hôm ngày thứ hai là mình nghĩ đó là cái phiên mà chúng ta cắt lỗ phù hợp nhất. Nhưng mà chúng ta không dùng lệnh thì mình nghĩ là cắt không kịp, vì nó diễn ra trong vòng 5-10 phút thôi. Đoạn đấy hơi chủ quan anh chị. Hơi chủ quan thì bây giờ chúng ta phải làm sao cho cái tài khoản chúng ta lỗ ít nhất lại thôi. Còn việc đó thì cũng không thể trách thị trường được. Nhìn chung thì nó luôn, chúng ta phải chấp nhận cái cuộc chơi anh chị đã tham gia rồi. Chúng ta phải chấp nhận cái việc là thị trường nó bán khá là khó chịu. Sale về giá nào mua được AD, sale thì mình thấy nếu mà chờ mua thì chắc là phải chờ mua mà căng giá thì chắc là phải chờ nó cân bằng ở những cái vùng mà đáy trước đó, quanh cái vùng mà giá 17 thì quanh cái vùng giá mà 17.5 đúng không, quanh vùng giá 17.5 trước. Nhưng mà thông tin bán đô ra thì không biết là anh Phan Sơn ở đâu ra, em đang tìm chưa thấy. Sell VX kẹp cứng thì phải làm sao thôi đi. Còn các cổ phiếu này thì nhìn chung là nó chiết khấu ở cái mức là trên 20% rồi thì nghĩ là chỉ phải chờ hồi thôi. Còn cái vùng này mà để gọi là bán ở đây thì mình nghĩ là ở cái điểm mà nó hơi quá bán rồi. Nhìn chung thì nếu mà tính từ đỉnh thì đã giảm hơn 20% rồi chứ. VX cũng vậy này. Giảm từ cái vùng giá mà 21-22 thì giảm 20% thì thường là nó sẽ có cái mức hồi là khoảng 30% so với cái đà giảm này, thì nó hồi lại khoảng 7-8% thì chúng ta bắt đầu canh ra bớt lượng hàng thôi với các cổ phiếu. Giờ bảo mình bán thì mình nghĩ là mình cầm tiền mặt thì mình sẽ không bán. Liên Việt hôm nay cũng buông xuống à? Liên Việt này chạm 3,7%. Đã gửi vào Zoom của admin Hoàng Kỳ vụ bán đô rồi, ok. Nay lên vụ vào chưa? Trường anh Trường lên, nếu chiều nay mà giảm sâu thì chúng ta mua anh chị nhé. Đoạn này thì nó vẫn còn giữ thế này thì chưa đến mua, góc nhìn của em như thế. GSVFTS 62 anh chị giữ hồi. GSVFTS là 25, GS25 luôn anh chị, kẹp nhiều và đúng đỉnh luôn. Kẹp GS25 thì khá là căng. Giờ giảm 20%, hơn 20% rồi. Con này thì chị canh hạ ở những cái vùng là 21.4 nhé. Kẹp 21% thì chúng ta gồng thêm đi. Một giờ rất là khó. Cái này giá của nó là 21.4 thôi. Nó kẹp như thế này thì kể cả cái vùng mà người ta đã gom, tổ chức người ta đã gom ở quanh cái vùng giá mà dòng tiền lớn anh chị, nó ở quanh cái vùng giá 22 thôi. Thì anh chị canh hồi ở 21.4 là chúng ta bắt đầu hạ đi nhé. Cái kỳ vọng tiếp theo là ở cái vùng mà 22.3. quanh cái vùng này chúng ta phải chấp nhận là cắt lỗ thôi. Giờ 20%, ví dụ như chị mua ở vùng này là đang âm 20% thì chúng ta chấp nhận là khi nó hồi về những cái khoản giảm của chúng ta nó còn ở cái mức là 10-12% thì phải cắt cái đi nhé. Hồi ở cái mức 10-12% thì chúng ta phải cắt thôi. Mua khá là cao, thật sự khá là cao. Mình vẫn thấy là cổ đông VIX à. Đông VIX FTX giá 62 nữa. Toàn lỗ 15-17% rồi chứ, giảm 17% rồi. FTX khó à. FTX nó hồi về quanh cái vùng mà 55.5 thôi chứ, quanh cái vùng 55-55.5 thôi.
VCI có vẻ cứng muốn tạo ra trước. Thì thường là trong những cái phiên giảm như thế này mà các cổ phiếu mà nó khỏe thì nếu mà chiều hôm nay mà nó quay trở lại thì các cổ phiếu này nó sẽ tím, thường là nó như vậy, nó sẽ có một vài cái cổ phiếu nó leader thôi. Cái cổ phiếu mà nếu mà hôm nay mà thị trường nó quay trở lại chỉ cần tham chiếu thôi thì con VCI này rất dễ tím. TCH rồi, TCH mua được giá nào các em? TCH thì nó đang về những cái vùng là 15 ấy chị, nhưng mà cổ phiếu này thì mình nghĩ là nếu mà bắt đáy chị, nếu mà khả năng mình nếu có bắt đáy mình sẽ không chọn các cổ phiếu như này. Ở vùng này mình ưu tiên chọn các cổ phiếu mà nó chiết khấu sau chị. Mình sẽ không chọn các cổ phiếu mà nó chưa chiết khấu gì. TCH thì mình thấy nó chưa chiết khấu gì. Đang về những cái vùng hỗ trợ quanh 15 rồi, mình có thể cân nhắc. Nhìn được giúp DG nó đang về những cái vùng mà những cái vùng này trước đó thì những cái vùng này là cái vùng bật tăng này, khả năng ở đây nó cũng sẽ có những cái phản ứng nhất định của cổ phiếu thôi, nhưng mà chị hình dung là nó đã gãy đi cái trend rồi, nó gãy đi cái xuống tăng rồi, cho nên là chúng ta cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vào cổ phiếu mà anh chị đang có thì kỳ vọng nó hồi lại cái vùng 30 29.9 rồi anh chị, 29.9 là cái vùng mà target mà DG nó có thể hồi phục lên lại cái vùng đó. À, chị đang xem live nhớ lại mặt lên cho anh em chị nhé, cho chiều nay thị trường nó hồi tốt hơn tí, đang cũng có những cái tín hiệu tích cực thì mình thấy là trong khung 15 phút thì nó cũng đã tạo thành công hai đáy MACD rồi đó. Mình xem thử nãy có chia sẻ về cái vùng đáy đó. Thì nhất là nó cũng sẽ có cái nhịp hồi về ở quanh cái vùng 1.200 đúng không? Vùng đó thì chị cơ cấu giá nó tốt hơn, nó được tốt hơn. Rồi chị nào có bắt đáy thì cũng có thể có những khoản lợi nhuận chưa chị, chưa tạo thành công với chị nhé, chờ một tí nữa chưa tạo thành công cái đáy MACD. Phải hồi một tí nữa nhỉ, 10:30 rồi, hy vọng 11 giờ thì nó phải hồi thêm tí nữa mới được. Thép hôm nay nó giảm cũng nhiều, có cổ phiếu nó chiết khấu cũng khá là sâu rồi, hoa sen nó chiết khấu cũng 20% rồi. AD xin nhận định giúp con VOS. Xin cảm ơn AD. VOS. VOS thì nó chiết khấu khá là sâu trong ngắn hạn, đang mất cân bằng rồi chị. Về vùng này thì cái lực giảm nó bắt đầu yếu đi rồi đấy với cổ phiếu VOS rồi. Vùng này mà nếu chị mà cầm tiền mặt thì có thể cân nhắc cái gì nhé. Cân nhắc gọi là tay không được với cổ phiếu VOS này. Đang có những tín hiệu gọi là đảo chiều trong khung đồ thị là 1 giờ nhé, với cổ phiếu VOS này. Nếu mà T0 thì T0 hoặc là T+1, T+2 thì vẫn được nhé. Có thể là gọi là hướng về lại cái vùng mục tiêu là 10.5 này, 10.5 đến 10.7 quanh cái vùng này nó T0 được. Cái mức lợi nhuận là khoảng 5% được cái gì? Có kỳ vọng tạo đáy, còn nếu chị mà đã cầm rồi thì chúng ta hướng về cái vùng mục tiêu 10.7 chúng ta hạ thôi, hạ bớt cái tỷ trọng thôi. Cổ phiếu này thứ nhất là nó chiết khấu đã sâu rồi, thứ hai là đang có những tín hiệu mà gọi là có thể tạo đáy trong ngắn hạn, kỳ vọng cũng nó tạo đáy được khá là cao. Giảm thêm thì nghĩ là anh chị cầm thêm thôi, vùng này thì nó cũng sẽ có những cái lực hồi, chị đừng có bán đuổi nữa. Xin chào chị Trần Ngọc Huyền Nguyễn nhé, cổ phiếu DRI mua được giá nào ở đây? DRI. DRI thì vùng này mình chưa mua được các chị, nó đang neo ở một vùng giá cũng khá là cao, với khi thị trường nó giảm thì nó đang tạo một đỉnh MACD này, đang có những tín hiệu gọi là điều chỉnh rồi, mất MA20 rồi thì ở các cổ phiếu như thế này thì khó mua lắm chị, cổ phiếu DRI mình sẽ không chọn mua ở thời điểm này đâu. HVG hồi được đến bao nhiêu rồi?
HVG thì vùng này nó cũng chưa chiết khấu nhiều, và về trạng thái kỹ thuật thì nó đang có tín hiệu gọi là tạo đáy ở đây, tạo đáy ngắn hạn thôi chị nhé, tạo đáy trong một hai phiên thôi, nó có cái phân kỳ RSI trong khung 1 giờ rồi. MACD thì cũng sắp tạo được một đáy, cái vùng hồi trước vắt của HVG nó sẽ là ở vùng 28.9 anh chị nhé, 28.9 là cái vùng mà hồi đầu tiên của cổ phiếu HVG này. Còn nếu mà khỏe thì nó hồi lên được vùng 30.2, trước tiên là vùng mà 28.9 này. Đương nhiên nó sẽ có hai cái mục tiêu, cũng không thể nói chính xác được cái chị, nếu mà cầm cái tỷ trọng cao thì chúng ta có thể chia đôi ra đúng không, chúng ta hạ ví dụ như hạ xong cái vùng mà 28.9 xong thì nó không lay được vùng 30.2 thì chúng ta vẫn có một phần tiền để mà nó có cover trở lại, nó tạo đáy hai anh chị ổn nhất, nó tạo đáy hai thì chị vào thêm, còn nếu mà nó hồi lên được vùng 30.2 thì chúng ta ra hết phần hàng thôi. Thị trường đang rút chân được 10 điểm rồi chị. Chị ráng like mạnh lên tí giúp anh em anh chị nhé. Tạo cơ hội cho thị trường nó tạo một cái phân kỳ trong MACD nó phục hồi về vùng 1.200. Chúng ta sẽ có những cái vùng mà giá tốt hơn. Xem các cổ phiếu gì. Gáp mua thêm điểm này có ok không nhỉ? Xin ý kiến là gì? Phiếu gáp gáp thì mình nghĩ là chưa chưa nên mua chị nhé, nó đang trong một quá trình tạo đáy thôi, cũng khá là khó mua ở cái điểm này, mình nghĩ là không nên ưu tiên mua cổ phiếu gáp. Thì rất nhiều các cổ phiếu hiện tại thì thị trường nó điều chỉnh thì có rất là nhiều các cổ phiếu nó về ở vùng giá hấp dẫn thay vì cổ phiếu gáp anh chị nhé, mình nghĩ là có thể chọn cổ phiếu khác. Tuy nhiên về vùng giá này thì nó cũng đang về những hỗ trợ rồi, nhưng mà tín hiệu của nó cũng chưa rõ ràng lắm, và có thể chọn cân nhắc một cái cổ phiếu khác. VCI và SSI con nào khỏe hơn không em? Giá nào được thì VCI và SSI thì hiện tại thì VCI nó đang khỏe hơn chị. VCI thì mình thấy nó ổn hơn. Nếu vùng này bắt thì mình sẽ bắt VCI nhé. Trong phiên hôm nay thì VCI nó khỏe hơn rất là nhiều. Phía này mà nếu hôm nay mà hồi thị trường nó chỉ cần về tham chiếu thôi thì con này nó phải tăng ít nhất trên 5% so với cổ phiếu khác, thì anh chị hình dung nó chỉ cần tiền nó vào thôi thì Visa nó sẽ có hút tiền nhiều nhất. Cho anh hỏi cổ phiếu đi vào vùng quá bán nghĩa là sao? Tức là cái vùng này thì nó có những cái trạng thái gọi là mất cân bằng và cái xác suất nó hồi lại cực kỳ cao, mức giảm thêm của nó sẽ không còn nhiều, anh chị hình dung á, nó có thể giảm thêm nhưng mà cái mức giảm thêm của nó chỉ là ít thôi, ví dụ như đi giảm thêm tầm 2-3% nữa thôi thì nó cũng sẽ hồi, còn xác suất ở đây thì nó hồi luôn cũng khá là cao rồi. Cái vùng này thì mình nghĩ là nên cầm thêm của cổ phiếu, thì cái vùng này chị, tức là cái lực vol lực bán nó gần như là nó cạn kiệt rồi, nó chỉ cần một cái dòng tiền nhỏ nó mồi vào thôi thì cổ phiếu nó có thể bật hồi lên lại một cái lực khá là mạnh, cho nên là ưu tiên là sẽ cầm cổ phiếu ở vùng này nhé. Rồi cảm ơn những cái trái tim màu tím của anh Nonem nhé.
cổ phiếu SHS giá vốn 19.7, đất xanh giá vốn 19.7, GET 23.4 thì hồi về bao nhiêu cơ cấu được? Trong ba cổ phiếu thì em nghĩ là anh nên cơ cấu trước hai cái cổ phiếu là đất xanh và GET nhé, đất xanh và GET. Đất xanh thì anh chị hình dung có hai cái vùng để anh chị cơ cấu. Đó thứ nhất là cái vùng mà hiện tại anh chị cân nhắc cơ cấu trước cái vùng là 17.5 nhé, cổ phiếu là 17.5 là anh chị có thể cơ cấu trước 1/2 với cổ phiếu này. 19.7 thì nên cắt 1/2 ở 17.5 thôi. Nó tiếp tục hồi phục lên được cái vùng gáp trước đó, cái vùng mà gáp nó mở ra vùng 18.4 thì chúng ta cắt hết. Anh chị hình dung là cổ phiếu này nó đã vi phạm rồi, cho nên là chúng ta phải một cái chủ trương đó là cắt lỗ thôi, mà không thể cắt lỗ đúng ngay đỉnh được. Anh chị cứ chia ra hai phần như vậy, một phần là 17.5, nhưng mà kinh nghiệm của mình đặt thì mình thường không đặt 17.5 đâu, mình đặt 17.45 anh chị chắc, 17.45 đấy, cái vùng 18.4 đó là hai cái vùng tương ứng. Anh chị có thể chia ra hai phần như vậy để cắt. Cổ phiếu GET giá 23.4, GET 23.4 thì anh chị chú ý quanh cái vùng là 21.4 nhé, 21.4, 23.4 thì có thể về vùng 21.4 thì anh chị cắt hết đâu. Đây cổ phiếu này cắt hết đâu, chấp nhận những cái khoản lỗ là hơn 700 tỷ. SHS thì chị gồng, còn các cổ phiếu đó thì chúng ta có thể dòn lại, chúng ta cover một cái cổ phiếu, ví dụ như là các cổ phiếu có sẵn, ví dụ như là có thể là bán được 1/2 đất xanh thì chị cover lại cổ phiếu đó, hoặc là chọn một cái cổ phiếu khác chúng ta đầu tư mới cho nó an toàn. SSI tạo đáy chưa anh? Thì chưa anh chị, chắc có cơ hội thôi. SSI cũng là một cái cổ phiếu mà chiều nay nó rút chân lên thì nó có cơ hội tạo đáy anh chị nhé. Chứ còn ở đây thì gọi là chưa có những cái xác nhận tạo đáy ở đây được, nhưng mà nó có cơ hội, có những cái tín hiệu là cái chỉ báo là nó có thể có xác suất tạo đáy trong những cái phiên này. Nó tạo một đáy rồi, vùng này nó tạo thêm một cái đáy nữa thì khả năng là nó tạo được một cái đáy trong khung 1 giờ thì xác suất mà nó hồi lên lại những vùng 36 với cổ phiếu SSI. Còn giờ thì chưa xác nhận được, đương nhiên là xác nhận thì nó sẽ cái mức giá nó phải ở mức giá tầm 35 rồi. Anh Di Đặc Bùi, cảm ơn anh nhé. Quá bán thì tức là không ai muốn bán nữa. Ai muốn bán nữa, nhưng mà câu chuyện mà có người mua hay không, không còn mua hay không ấy. Ok, đây mình đang thấy sự có mặt của An. Này thì có thêm hai anh em giúp sức nữa. Rồi. Hello anh An nhé. Hello, hello. Trời. Chưa có tiếng anh nào. Tắt tiếng. TSH mua được bao nhiêu anh chị? TSH thì thật sự là cái vùng hỗ trợ của nó là vùng 15 anh chị nhé, vùng 15. Nhưng mà mình view thì cổ phiếu này thì mình chưa ưu tiên lắm. Quanh vùng 15-15.2 này thì anh chị có thể cân nhắc được. Mình thì mình chưa ưu tiên cổ phiếu này lắm. Mình nói anh chị nhá, test lại lần 2 thì chúng ta cứ bình tĩnh. Lần 1 test thì rất là dễ, là ăn bật rất là dễ. Lần 2 là phải từ từ. TSH. Nay từ từ đấy, hôm trước không biết được là ông nào nói mình nói nó bán nó 16 có phải ngon không. Này muốn mà muốn gọi là bắt tiếp thì phải đợi nó lằng nhằng ở đây chán. Không nghe tiếng đâu ai này. Mạng lát thì sao cũng giật các ta. Vì sao mà nó bị giật anh ta? Thì anh thoát ra anh vào lại thử cái mic cái hả, hồi đó hay bị vậy anh out ra cái anh vào lại bạn hay sao ấy, giật không hãng mà có hồi lâu anh thấy nó bị như vậy.
Chào anh Hải Nam nhé, chào anh Thường Lương. Đang đang gặp một số sự cố về kỹ thuật anh ấy. Tí thôi. Trường đoạn này nó đang cũng khá là dàn to anh. Chưa chưa giúp thoát hẳn, chắc là phải đợi phiên chiều thôi. Nước ngoài múc ròng được 100 tỷ rồi đấy, hôm nay nước ngoài qua lại mua được 100 tỷ rồi, thì múc lại khoảng được 500 thì ok, nó cũng sẽ là cởi bỏ cái tâm lý cho các anh chị nhà đầu tư khá là nhiều. Châu Á thì sáng nay nó cũng chỉnh lại cái đà giảm, thì nó cũng chỉ quanh cái mức này thôi chứ cũng không thể giảm thêm. Là Gửi cho không nghe đâu, không nghe đâu. Nam chắc là thử nè, thử ra thử bơm oxy cho anh em. Luôn Rồi, rồi này nghe này. yên đi, xèo 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 xèo. Cổ phiếu nào vùng quá bán là cho không ai lấy, anh chị thì để ý à. Vùng quá bán có nghĩa là nhà đầu tư họ cầm họ chán nản đi, họ xác định là từ thôi giảm với đó rồi thôi cầm lung á, kiểu nó như vậy, chỉ cần có lực tiền nhỏ vào là đẩy lên nó dễ hơn. Và cổ phiếu DigiOne thì giá 59 cho chị hướng xử lý này. DigiOne giá 59 rồi chị, 59 thì ở đây cũng chị mua cũng ở đây cũng là được, về đang về cái dầu găm rồi, mong là nó phản ứng rồi chị nhé. 59 thì mình nghĩ là chị có thể là cắt ở cái vùng mà 58, nó hồi về 58 thì cắt được, ở đây thì nó vùng quá bán rồi, tầm vùng đấy thì 21% từ đỉnh rồi chị. 59 thì có khi là nó hồi về hòa vốn được cho các anh chị đó. Mà chị an toàn thì cắt ở cái vùng 58 chị nhé, an toàn thì chúng ta cắt ở vùng 58 là một giá thôi, đẹp một giá thì khoảng có mức là chưa tới 2% thì cắt được nhé. Ở đây thì chị nắm thêm đi, nó có giảm thì cứ nắm thêm với cổ phiếu đi Digicon, đừng có vội cắt ngay ở đây nhé. Mình đang cầm 50% cổ phiếu và 1/3 là Nam Long, có nên cắt ở nhịp này không hay đợi hồi nữa. Nam Long thì đợi đi, đợi nó hồi lại đi, nó xuyên qua hai con dao găm như thế này thì cái khả năng mà cái cửa mình hồi lại quanh cái vùng mà 39 khá là cao quý vị nhé, 39 khá là cao. Các ở đây thì hơi thiệt quý vị. Ghét nó không có hồi để cơ cấu anh đi. Về quanh cái vùng đáy phía dưới này thật sự rất là khó để mà báo chị bán ngay cái vùng giá này. Mình bán thì mình cân nhắc vùng 21.4 chị nhé, đối với mình thì mình sẽ cân nhắc vùng 21.4, còn đã về cái vùng này rồi mà báo bán nó rất dễ gây lại những cái việc mà bật hồi, ví dụ bán xong mà nó quay lại nó bật hồi, ví dụ như nó hồi 2-3% thì cũng nó làm lại một cây mà trên 5% thì chúng ta khá là tiếc đúng không, nó khá là khó, thật sự là rất khó bảo chị bán ngay cái vùng này. Gì phát sinh thì nó đang sọt xuống tiếp nè, sọt xuống phá cái đáy được sáng tỷ.
thị trường chúng ta cũng sẽ sắp phản ứng thêm. Không biết nó có dụng sọt không vậy? Không biết vùng này nó có dụng sọt không? Còn ở đó nó phá vỡ cái biên đó thì rất là khó mà để vào một cái lệnh nhé. Chúng ta đừng nghĩ vào cái lệnh chỗ đó thì nó tích lũy cũng không đủ đâu để mà chúng ta làm cái lệnh sọt. Rất là dễ, nó có những cái lệnh nó dụ anh nhỉ. Hello nào. Không được đâu, mạng làm sao ấy anh ạ? Không 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 nghe gì đâu. Thôi nhìn như nào cũng đủ thấy oxy rồi. Bơm oxy rất là tư vô. Phải nói vùng này mà bảo cắt lỗ nó khó lắm, mới cắt xong rồi nó rất dễ dính một nhịp nó bung lại. Ôi, chứng khoán còn AGR nó sàn luôn này. Đấy, ghê thế. CTS này, mấy con mà khỏe như CTS này. Thì thấy nó trước đó nó giữ mãi, nó không giảm, nhưng mà thị trường nó xấu là nó giảm bù á. Nó giảm mạnh hơn mấy con khác rất là nhiều. Nó không gần sàn rồi đây. Bởi mình nói chị mà bắt con tê giác là mình không không bắt được, mới còn khỏe là nhìn nó hơi ghê. Hôm nào khỏe là giảm bù nhỉ, bán sàn hết luôn, ghê thật. Lực cầu ở 1080 không có, là đi tìm vùng lực cầu mới. Dịnh vừa sọt phát. Cô mà xin rồi. Đợt này mà anh có nghe thấy em nói không? Rồi rồi, Sở nghe Tích rồi. có nghe thấy không? À, đợt này em nghĩ là cô Margin thì chắc là cái đội ấy thôi, đội nào mà dùng kho khiếp thôi, chứ còn bây giờ để mà đã côn rồi thì em nghĩ là hơi khó đấy chị. Đội nào mà đánh kho khiếp mà tỷ lệ độ tỷ lệ độ độ 28 là căng nhỉ. Bàn tay năm ngón bị cục Cái đấy máu thì cô cái đấy thì côn lâu, rồi. 28 côn lâu. Tê giác nó thủng 15 vậy nè, không thôi quá ghê này.
gọi là bán mà thấy một con hai con sàn này là bắt đầu xuất hiện bán tháo gì đó, mà chỉ cần nó xuất hiện một hai con sàn là bắt đầu bán tháo, ép xuống ghê rồi. Ok, em chào anh Long nha. Hello anh. Bây giờ anh em mình dắt tay nhau đi cùng nữa. Ra đây chào anh, cứu anh với. Quá ghê. Rồi đoạn này chắc là không hồi đâu, đến khi hồi là hồi hồi hết luôn. Nếu mà đã ép kiểu này. F như này là chữ V luôn đấy đúng không? Xem vốn to không? Xem vốn to. Mười ngón. Cần gì Mười vốn? ngón vẫn còn được 7 ngón mà anh chị. 10 19 điểm. À, hôm nay được cái Tây không không bán nữa. Trước thì Tây nó bán cho nghìn tỷ. Tay nó móc qua mà móc qua tỷ nhà châu Á nó rút chân rồi anh chị, mày châu Á nó rút chân rồi đó. Châu Á nó rút chân, còn mình thì nó đạp tiếp rúi. Không, mày nghĩ là nó đạp luôn rồi nó bán hết luôn một lượt rồi nó kéo, chứ nó kéo như thế này nó không chơi hồi đâu, nó chơi chữ V luôn, có khi nó kéo được cái là chữ V. Còn nói chung là đoạn này cứ không margin là cầm thôi, chứ còn mình là bán nữa rồi. Dụ như con SHS là bắt đầu quay trở lại lỗ rồi này, con SHS là quay trở lại lỗ rồi, từ cái lúc lời mà quay trở lại lỗ rồi, còn là đất xanh là cũng lỗ lại mười mấy phần trăm rồi đấy, chắc cũng 15% rồi đó chứ, tầm tầm gần gần 15% rồi. Cái thì chắc lỗ 2-3% gì. Visa nó không giảm luôn 20 điểm mà con này nó đứng yên. Giờ chỉ đánh theo Vũ là an toàn nhất, các em trẻ hô mua đỉnh. Hôm nay không báo mua. Anh Vũ thì anh Vũ thì rất là thủ rất là an toàn rồi chứ. Mình thì cũng dính một cái nhịp là bắt thôi, chứ còn tỷ trọng trước đó thì mình đưa về cái tỷ trọng là 50% rồi. Chốt an toàn rồi, nhưng mà sau có một cái dịp tay cộng mà cuối cùng là nó không cho kẹp hàng, nó không cho bán luôn đi, khá là tiếc thôi. Chứ còn mua ở trên đỉnh thì hầu như là cũng không khó, mua ở những vùng chiết khấu rồi đó chị, nhưng mà vẫn dính những cái dịp mà lỗ hơn 10%, một vài cổ phiếu vẫn dính những cái dịp Vẫn giảm như thường anh ạ, an toàn nhưng mà đó. vẫn vẫn chết như thường thôi, vẫn Kiểu như là cổ phiếu là nó đã chiết khấu 10% rồi chị, nhưng mà mình mua xong thì nó vẫn giảm tiếp hơn 10% nữa, tức là từ trên đỉnh nó giảm xuống thì hơn 20%, thì mình dính một nửa cái nhịp đó. Mình mua ở những cái điểm gọi là cũng là hỗ trợ mạnh khá là ổn rồi này, nhưng mà cuối cùng thì không kịp cắt luôn, khá là tiếc. ok. Rồi, để xem chiều nay như nào, còn sáng nay mình chưa hành động gì đâu. Sáng nay mà bắt thì chắc là bắt VCI thôi chị, con này đẹp nhất. Có chị khách hàng hỏi bắt thì còn tiền, ai mà còn tiền thì quá đẹp, mình là chịu rồi nhỉ, hôm nay là mất hết cơ hội.
ngày nào Vũ cũng file khuyên quản trị rủi ro rất tin nhiệm Vũ, đúng rồi, đường dài thì mới biết những người có kinh nghiệm nhìn Vũ rất hay. Nói chung là thị Quay trường giảm thì em vẫn còn cổ phiếu, mà còn cổ phiếu thì vẫn đi như bình thường thôi, nhưng mà quan trọng là nó đỡ sốc thôi, đỡ đỡ thôi chị, còn chứ còn không ai nói mạnh được ạ, không ai nói mạnh được cả. Gọi là chúng ta ví dụ bình thường mình có nói anh chị giao dịch một lệnh 1 tỷ đi, bây giờ giao dịch 500 thôi là vì như thế đấy. Đúng cái lúc mà mọi người vẫn còn đang hô hào về cái việc mà vượt lên ấy, thì mình có nói đoạn này mấy chị nào mà cố gắng làm sao mà phải tự bảo vệ cho chúng ta, nhất là đu đỉnh thì ví dụ như là bình thường là 1 tỷ đi, bây giờ thì 500 thôi, chứ còn giảm thì kể cả 50 thì nó vẫn giảm anh chị, quan trọng là nó đỡ sốc tài khoản thôi, chúng ta quay trở lại thì nó nhanh hơn. Là chắc chắn là sẽ có những cổ phiếu mà chúng ta sẽ phải bị kẹt và chúng ta sẽ phải thực hiện, nhưng mà đợi cái thời điểm mà cần, để đợi cái thời điểm mà chúng ta thực hiện được cái việc mà ví dụ như là mua 50% còn lại, hay là chúng ta tham gia những cổ phiếu khác ấy, thì bây giờ bắt buộc phải đợi. Còn anh em nào mà nhiều kinh nghiệm thì chúng ta T0 T1, nhưng mà nói thật mày cái việc T0 T1 đấy mình cũng có khuyến nghị một vài anh chị làm, nhưng mà chúng ta lại không thể mà chấp nhận cái việc mà chúng ta lãi tầm khoảng 3-4%, chúng ta cứ muốn là nó phải ăn nhiều hơn hoặc là gì gì đó, thì tự nhiên là chúng ta lại vào thêm tiền thì nó lại bị kẹt lại. Nói chung là nếu mà đã xác định tinh thần T0 là chúng ta phải phải là cứ T0 thôi. Nhiều khi mà Có gì cũng ra đấy. AGR, CTS, một vài cổ phiếu chứng khoán hay lộ này. Đấy, bây giờ mình lại thấy tức là chiết khấu rồi đấy. Câu chuyện cũ thì nó vẫn còn. Câu chuyện liên quan đến KRX, câu chuyện liên quan đến nâng hạ thị trường thì nó vẫn còn nguyên anh chị ạ. Bây giờ thì nó sẽ không được nói đến nữa đâu. Thị trường tăng thì sẽ lại mang ra để mà nói, nhưng mà khi mà giai đoạn này thì lại không thấy đâu. Còn nói về cái độ hấp dẫn thì mình mới nói là bắt đầu là phải 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 gom lại tầm 5-7% nữa, mình nhớ nghĩ là tầm 7% nữa là bắt đầu mình thấy là chứng khoán bắt đầu lại hấp dẫn trở lại. Đến rơi ra ngoài bên khá xa như thế này thì khả năng mình rút chân lại cao, đừng có bán, rời ra cách coi như là nó chắc một cây nến luôn. Bây giờ nó mới ở cái vùng là một còn 1,4 thôi. Đúng rồi, okay. Đúng rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại nhanh hơn đấy chị nhé. Mình có nói là khi nào mà thị trường giảm, cố gắng làm sao giảm ít hơn thị trường. Khi nào thị trường tăng là phải cố gắng làm sao mà tăng nhiều hơn thị trường thì chúng ta mới thắng. Chứ còn các bạn đừng cố gắng là đoán gọi là phải thoát hết ra ở nhịp này, phải mua hết full ở đáy, hay là phải thoát hết 0% ở ở đỉnh. Các bạn nói chung là ví dụ 10 lần các bạn thực hiện được 2-3 lần, nhưng mà tầm khoảng 6 lần 6-7 lần còn lại là các bạn vẫn cứ kẹp như người ta thôi. Quan trọng là chúng ta phải có cái cách xử lý ở trong những cái nhịp kẹp như thế nào. Và nếu mà không 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 giỏi ấy, các bạn cứ ngồi ngồi cho mình, nói thật các bạn cứ ngồi cho mình. Bây giờ ví dụ như phiên giao dịch này nó phá đáy này, cái tín hiệu tiếp theo mà gọi là tín hiệu tiếp theo để mà có đáy hay không, nó sẽ diễn ra vào tầm khoảng thứ 3 thứ 4 tuần sau, thì cái khoảng thời gian này các bạn cứ ngồi đi để mà gọi là làm thêm cái dữ liệu của chúng ta ấy. Còn bây giờ mình biết được là anh chị hay là tất cả mọi người đây thì âm, kể cả 30% thì cũng âm, mà 50% thì cũng âm, nhưng mà sao chúng ta gạt cái đấy sang một bên đi ạ, gạt cái đấy sang một bên, bình tĩnh để mà xử lý cái phần còn lại. Chứ là bây giờ mà nếu như mà nó liên quan đến margin hay là liên quan đến tỷ trọng cao thì sẽ khó. Còn ví dụ như chúng ta đã thực hiện được đúng theo cái vấn đề như thế thì phải gạt nó sang một bên,
Anh chị đã gạt nó sang một bên. Chấp nhận này. Còn bây giờ thì mỗi người sẽ có một cái gọi là cái vùng vùng đáy. Mình nói thật là mỗi người sẽ có một cái vùng đáy khác nhau. Nhưng mà qua đáy thì mình nói qua đáy mới biết là đáy. Các bạn cứ đoán ví dụ như về đang ở 1280 thì đoán về bao nhiêu? Để đoán về 1220 đúng không? 1220 lại nói về 1200, 1200 nói về 1180, 1180, 1150, 1150, 1120. Nói chung là cái vấn đề đấy nó đi nó lại là mình thấy rằng là chả giải quyết vấn đề gì. Nó cứ gieo cho chúng ta một cái hy vọng xong rồi nó lại mất hy vọng. Lằng nhằng như thế. Khi mà phòng thủ được rồi thì cố gắng, còn bây giờ anh chị đã kẹt hàng rồi thì phải xem được margin mà giết thì của anh chị như thế nào nhé. Còn tiền mặt thì mình có nói thôi, đã về đến đây rồi thì phải cố rồi, bởi vì đấy là tiền của chúng ta. Tiền mặt của chúng ta là phải tiền dành cho chứng khoán anh chị nhé, chứ còn không phải là tiền mặt của chúng ta là chúng ta đi vay lại tầm khoảng một tuần hai tuần chúng ta đánh thì đấy với mình vẫn là tiền vay. Tiền của mình ở đây là phải là tiền dành cho chứng khoán. Còn anh chị nào mà dài hạn hay làm gì đấy thì chuẩn bị tiền mà vào thị trường đi, chuẩn bị tiền mà nhảy vào đi ạ. Anh chị mà đầu tư dài hạn hay là gì gì đó mình thấy là chuẩn bị nhảy vào được. Câu chuyện là dài hạn thì cứ thấy là tăng lên thì cứ mọi người hỏi dài hạn, nhưng mà giảm vài cây cái là chả thấy ai nói, chả thấy ai hỏi. Ok, bây giờ thì vẫn thấy VIX, vẫn thấy Vinhome, vẫn thấy một vài các cái cổ phiếu khác, VCM thì cũng giảm. PT tất cả. Đấy anh Long phụ kiện nhé, nói thật là anh Long phụ kiện này, anh Long phụ kiện thì rất là thích mua nhiều cổ phiếu, nhưng mà em thì em thấy rất là chúng ta tùy theo cái vốn của chúng ta thôi. Kể cả anh muốn mua nhiều cổ phiếu ấy, thì anh cũng phải phân ra ví dụ là tầm khoảng 3 4 cổ phiếu giữ, xong rồi tầm khoảng 4 5 cổ phiếu mà chúng ta lướt. Còn tiền thì khi nào mua được, còn tiền ở đây là còn ở mức độ nào nhỉ? Còn margin thì mình có nói margin là cứ đợi đợi đáy xong rồi tính. Trung dài hạn vừa rồi mình nói nhóm chứng khoán là cái nhóm mà mình đang nóng. Bây giờ chắc là chả ai nhìn chứng khoán thôi, nhưng mà mình đang nhìn lại. Những nhịp tăng thì anh em hay đưa ra ấy nhỉ, hay đưa ra KRX với lại nâng hạng. Này là không thấy anh em nào kỳ vọng KRX mới nâng hạng đâu. Nhưng mà mình chia sẻ luôn nhé, chứng khoán thì các bạn phải bắt top 3 nhé, bắt top 3 đầu ngành. Còn đã bắt đáy rồi thì cố gắng làm sao mà đừng bắt mấy con mà nó kiểu như là top sau ấy. Top sau thì bao giờ đợi vào hẳn sóng thì bắt. Đã gọi là bắt đáy thì lên bắt những cái cổ phiếu đầu ngành để mà gì, để mà giữ. Chứ còn là đừng 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 bắt mấy ông mà đầu cơ. Đầu cơ là nó còn giảm tiếp. Mấy ông đầu ngành thì bao giờ khi mà giảm cái thì dòng tiền lớn, dòng tiền tổ chức, dòng tiền dài hạn người ta vào những cổ phiếu đầu ngành, người ta vào những cổ phiếu cơ bản, chứ còn không không vào sớm những cái cổ phiếu mà đánh đấm trước đâu anh chị nhá. Đánh đấm thì chúng ta nên vào sau. Top 4 thì có gì? SSI, HCM, PCI, VND nữa đúng không? Nhưng mà VND thì mình từ trước đến nay thì mình sẽ không chọn, bởi vì sao? Bởi vì cái lượng cổ phiếu nó quá lớn. Năm 2022 VND là cái nhóm cái cổ phiếu mà nó phát hành kinh khủng luôn. Con đấy bây giờ đang lên tỷ 2. 1 tỷ 2 cổ phiếu lưu hành. Bây giờ thì ví dụ như là mấy ông SSI này cứ đầu ngành thôi, HCM thì phải chiết khấu thêm, hay là VCI ấy, thì ông ba ông đầu ngành ấy thì các bạn cứ chọn thôi. Nếu mà bắt bây giờ thì em nghĩ là em sẽ một là bắt VCI, hai là SSI, hoặc là thằng VIX mình cũng đang quan tâm.
tại vì những thằng này nó chưa ấy, à nó vẫn đang có những phương án phát hành thêm ấy. Thằng SSI vẫn có này, thằng VCI cũng có rồi này, đều thông qua hết rồi. Thì ví dụ mình nghĩ là SSI, VCI có thể anh chị có thể là chú ý được. Sàn OK ạ, đang kẹp 50% còn 50% 500. phần tấn nên cân lại cổ phiếu kẹt không hay là 50% cổ cân thì từ từ ấy chứ, cân thì cứ bình tĩnh ạ. Nếu mà không có giảm, Cân thì nếu mà không có ép sâu thì đừng 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 cân này, mình đối đối với mình như này nó chưa phải là một nhịp hoảng loạn. phải đợi, mình nghĩ là tốt nhất là đợi đáy hai được. Còn đầu T0 T1 thì cứ canh những cái nhịp mà nó rúi với cái vol lớn, là mình nghĩ là anh chị vào T0 T1 được. T0 chứ mà T0 thôi. Đặt phương sàn luôn rồi, mấy con mà nó khỏe lúc trước thì giờ thị trường nó khó thì nó quay trở lại giảm bù quên ba phiên rồi. Nói chung là thị trường nó xấu quá thì không đi ngược được, trừ những cái cổ phiếu mà vốn hóa cực kỳ lớn, ví dụ như FPT chẳng hạn, thì con nó thì nó có khả năng gọi là nó giảm ít hơn. Chứ còn mà mấy cổ phiếu mà đầu cơ mà nó đi ngược thì chỉ được một đoạn, kiểu như phân phối chưa hết cái rướng này. Sàn đã có 6 mã sàn. Trung dài hạn thì mình nghĩ là cứ cứ chọn mấy cổ phiếu mà to, cổ phiếu mà như là cũng to nhưng mà đầu cơ nó cao, như con SSI hay là VCI thì mình nghĩ cái tính đầu cơ nó cao nhưng mà vốn hóa nó to, thì thường dòng vũ chỉ sẽ dòng tiền lớn nó sẽ chú ý tới cái cổ phiếu lớn trước, nó kéo trước, sau đó thì dòng tiền nhỏ nó chạy vào những cái cổ phiếu ở sau, đúng không? Đoạn này chị thấy như HPG Thì nói nắm chung nó chỉ là khấu luôn. dài hạn thì phải chọn mấy ông đầu chứ, dài hạn này ai chọn, ai chọn là đầu cơ là gì. Cứ top 3 của ngành ấy, top 3 top 5 của ngành ấy, xử lý. Nhịp đầu thì bây giờ chả làm tiền vào đoạn đợt đấy, trong khi nào mà ổn định rồi thì bắt đầu mới đến những cái nhóm đánh đấm. Còn tiền thì khi nào vào được tùy chứ. Ví dụ như tỷ trọng bây giờ mình nghĩ là chị tham gia ví dụ như dưới 50% thì chị có thể mua tăng dần lên được 50% với các cổ phiếu mà chứng khoán như là SSI chẳng hạn, đó chị có thể mua được và Nói thế tăng thôi dần nha, từ là mọi người cũng chú ý nhá. Mình thì như lúc đầu mình nói cái cổ phiếu này thì với mình thì thêm một chút nữa thì nó hấp dẫn. Nếu mà chúng ta mua thì chúng ta phải kiểu như chia chia tỷ trọng ra. Còn mình nói thế nhiều người book luôn ở đây thì rồi mấy hôm nữa lại giảm 5-7% thì lại quay ra trách thì chết. sale nó rơi ra ngoài band rồi đấy. Chắc nó sẽ hồi về cái vùng 19, trước mắt là về 19, cái vùng này là cái vùng đáy trước của sale quanh cái vùng gần cái vùng 17.5 này, là cái vùng đáy khá là khỏe rồi. Con này thì mình nghĩ là không nên bán nữa chị, nhìn chung nó cân bằng khá là xa rồi. Ví dụ như tính về cái đường cân bằng ngày mai 20 trong 20 ngày nhiều gần nhất đi, thì nó ở tận cái vùng mà 22.37 là bây giờ nó rơi về tới vùng 18 rồi, thì mình nghĩ là khó mua lắm đi. Mua ở đây thì nó rất dễ tăng trở lại, nó thật là ở đây rất khó khuyên các chị bán. Mua thêm thì mình cũng không hẳn tự tin mua của cổ phiếu này để căng lại ngay cái giá bây giờ, nhưng mà để gọi là cầm ở thì mình cũng nên cầm tiếp. Mua thêm thì cũng hơi ngại chị, nhưng mà gọi là cầm thì được, giờ mà gọi là bán thì khó, kể cả index nó cũng vậy thôi.
nó rơi ra ngoài bên khá là xa rồi. Giờ mà thị trường giữ được quanh cái vùng này hoặc là hồi được đến 11 giờ 15 là chúng ta có một cái tín hiệu phân kỳ ở trong khung 15 phút thì cũng có sự kỳ vọng nó có sự hồi phục cho anh chị. Đóng nến đã, đợi đóng nến đã anh chị nhé, 11 giờ 15 phút. Thế ra là ba đoạn rồi đấy anh nhỉ. MACD nó chưa tạo cho con. MACD là chưa cắt lên, đã cắt lên đã. Nếu mà MACD MACD thì một đáy rồi, ừ. cái nữa nó chỉ cần nó qua một thứ tư rồi đấy, 20 đấy. Cửa đây mà bảo bán thật sự nó khó, HPG vào được chỗ nào chị? HPG thì đoạn này mà gọi là bắt ngắn là chị, thì mình nghĩ là đừng lên bắt cái HPG, người ta chọn hoa sen nó đẹp hơn, hoa sen mà bắt ngắn thì đẹp hơn. Còn nếu là đầu tư trung dài thì chị ở quanh cái vùng 28 này chị cân nhắc vào được anh chị nhé, vào được. Chúng ta gom dần thôi. Bây giờ ví dụ như 28 chị lấy một phần, sau này nó có test hai đáy hay là nó có tích lũy quanh vùng này thì chúng ta gom dần thêm với phiếu HPG thôi. Nếu là trung dài hạn thì chúng ta không nên mua một lần cái gì mà phải chia vốn ra. Còn T cộng thì mình nghĩ là chọn các phiếu khác nó chiết khấu nhiều hơn. T sát cho vốn 16.7 hành dịch xin hướng xử lý. T sát 16.7 thì hiện tại thì đang lỗ đúng không chị? Cổ phiếu này thì mình nghĩ là nó có thể hồi quanh về cái vùng lại cái vùng mà 15.8 hay gì, 15.8 là cái vùng mà target chỉ hồi của cổ phiếu T sát này, để chị có thể gọi là cân nhắc ra đó nhé. Cổ phiếu này nó mất trend rồi, nó mất trend tăng rồi. Ở đây nếu mà nó có bật trở lại thì là cái nhịp hồi thôi chứ không phải là ở cái xu hướng tăng nữa, cho nên là mình nghĩ là nên cắt. Còn 20 phút nữa thì gần 20 phút nữa thôi thì kết thúc rồi. Nhịp sọt trước đó thì gần như là đánh cái vùng này là cũng như là cắt lại rồi, coi như là hòa vốn thôi đúng không? Nếu mà ai sẽ sọt rất là khó, vùng này rất là khó để sọt. Từ từ chúng ta
từ từ. Bây giờ mà vào lại 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 kẹp thêm thì còn khổ hơn. Vừa mình đọc báo thấy đánh nhau thật, đánh nhau Israel đánh thẳng rồi. Ôi, chúng ta quá. Đánh nhau sáng kia cái đó là sáng ông mong châu Á bước chân rồi đấy, còn Việt Nam xem thử Đến cái đến cuối cuối ngày. Với mình là góc nhìn của mình thì nói chung là kinh nghiệm thôi chứ còn chẳng có cái gì đâu, là khi mà đã ép thế này lúc nào mà hồi mà ông nào cũng cơ cấu được ấy thì nó sẽ còn hồi thêm một đoạn nữa, kiểu kiểu như thế. Không cơ cấu được nhưng mà đến khi cơ cấu được là nó còn hồi lên một đoạn nữa. Này thì chắc là hiện nay thì mình không 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 mau bắt đâu, đặc biệt là phiên sáng này này, kệ cho nó giao dịch như nào, đến phiên chiều chúng ta cùng xem. đợi chiều nó ép sàn một lần nữa. Để xem mấy cái cùng ngắn hạn xem triệu này thế nào. Chưa. Chưa có gì. Sáng nay ngồi lên. Chính phủ chính thức ngân hàng nhà nước bơm ngoại tệ. Ok, cái thông tin này thì vừa rồi có anh chị nào cũng đã chia sẻ cùng với mình rồi, thì mình cũng hay livestream của anh chị đúng không ạ, thì mình cũng nói được là mình đoán thôi, đang là sẽ phải thôi. Còn không biết là cái hình ảnh đúng không, mình nhìn thấy một cái hình ảnh gì đó mà mọi người cũng lan truyền ở trên mạng ấy, thì không biết là đúng sai như nào, nhưng mà với cái việc mà lãi suất lên ngân hàng với lại cái lãi suất qua đêm mà nó cao như thế này rồi thì chúng ta phải phải xử lý thôi. 5% khả năng là cầm 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 cổ phiếu bằng bằng tiền mặt thì chắc là chuẩn bị tắt app rồi, nghỉ lễ xong tính sau. Okay. Làm long cũng giảm 5%, đợt này là không không ai dám mua cả, không có cái dòng tiền lớn vào chị, không có cái dòng tiền lớn vào nó kích hoạt thì chắc chắn là anh em mình cũng ngồi ngoài đấy.
hết. Nói chung là cũng lại tiếp tục có thêm một bài học dành cho chúng ta đúng không? Một cái sợi dây kinh nghiệm nữa. Mình vẫn hay trêu về kinh nghiệm mà rút từ năm này sang năm khác mà vẫn không hết. Sợi dây nó quá dài. Ai bốn phiên nói thật mà bốn phiên mà chúng ta nhiều cổ phiếu đang đi đến 20%. Bốn phiên. Mỗi phiên là 5-6%. Ác liệt đúng không? Nên là nhiều khi là chúng ta cứ nói là cái vị thế tốt ấy, mà vị thế tốt là gặp những cái nhịp này là thành cũng lại về mó hết. Bị gì gua đây, mọi người nói là về về vị thế tốt đấy. Cuối cùng thì cũng về mó đúng không? Thế mình nhớ là đoạn này mình 53 này, 53 nhưng lên 59 bán. Còn tăng thêm một đoạn nữa đến 69. Giờ mình về 53. Có một câu nói mà mọi người nói là gì nhỉ? Mua cổ phiếu mà không biết chốt lời thì giống như chúng ta lái máy bay mà không biết hạ cánh. Nếu bán đô mà chưa giảm tỷ giá thì ngân hàng nhà nước sẽ tăng lãi suất, trước mắt bốn ngân hàng nhà nước đã tăng. Đấy các bạn phải chú ý nhé, các bạn phải chú ý là lãi suất huy động và lãi suất điều hành nhé. Lãi suất huy động thì thiếu tiền là người ta sẽ phải nâng lên người ta huy động thôi. Dạng là đấy là nhiệm vụ của các cái ngân hàng kể cả ngân hàng nhà nước, những ngân hàng thương mại. Còn về về SBB thì chưa có cái động thái liên quan đến việc mà tăng lãi suất điều hành, chúng ta chưa thấy. Gọi là đường cùng, cuối cùng thì chúng ta phải làm cái việc đấy. Bởi vì chúng ta hạ từ năm ngoái chúng ta hạ 3 lần anh chị. Nhưng mà thế giới thì người ta không hạ. Thì Fed viết chúng ta kỳ vọng là tầm khoảng tháng 6 này là người ta hạ, nhưng mà người ta không hạ. Thì tự nhiên là áp lực dành cho chúng ta thôi, áp lực liên quan đến tỷ giá dành cho chúng ta. Các bạn phải biết hoặc là chú ý là đây là gọi là bốn ngân hàng lớn kia là tăng lãi suất huy động nhé. Ví dụ huy động của dân ấy. Bây giờ thì tiền ít tiền hết toàn phải vay của ngân hàng nhà nước thôi, thì bây giờ người ta tăng cái lãi suất huy động lên. Còn khi mà tăng những cái lãi suất huy động lên thì tiền rẻ thì nó không còn rẻ nữa. Đây, đoạn trước chúng ta thấy được là lãi suất có 4,7 cho đến 5% hoặc là 5,5% thì sẽ tự nhiên này cái gì vừa mình nói đâu ấy, khi mà lãi suất từ 4,7 cho đến 5% hoặc là 5,5% thì cái dòng tiền rẻ người ta không đổ vào ngân hàng nữa, không đổ vào ngân hàng nữa thì người ta sẽ tìm những cái kênh khác, ví dụ chứng khoán, bất động sản hay tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi mà lãi suất nó dục dịch nó tăng lên rồi thì bắt đầu nó lại bớt bớt hấp dẫn ở những kênh khác hơn. Thì đấy là chúng ta cứ theo một vòng như thế. Chúc mừng anh em kẹp hàng. Ơi à, bạn nói như thế làm gì, bạn còn đầu tư thì bạn cũng sẽ gặp những cái tình huống này thôi, đừng chúc mừng người khác. Chứng khoán còn giảm nhiều, mọi người đừng bắt đáy. Ok, từ từ. SSI về 33 giảm 3,5%. Bắt đầu thấy nhiều mã bắt đầu giảm. CM 4%.
Ghê quá. Mình full tiền rồi chị. Ồ, chị đánh phải nói là khá là khác đúng không? Cầm full tiền được đòn này phải nói là đỉnh đấy anh chị. Con nào không giảm nó sẽ giảm bù, đúng rồi chị. Đợt trước con nào nó không giảm thì gần như là đợt này nó giảm bù hết. Mới thò vào một lúc VGS rồi đi. VGS là con khỏe giữ giá ở đợt trước cái gì, nhưng mà ở chị chung nó giữ giá mà khi thị trường nó tích cực thì nó sẽ khỏe, nhưng mà bây giờ khi thị trường mà nó rơi như thế này cái chị gần như là nó giảm bù, giảm 8% rồi đấy chị. Kể cả con như nãy TSH cũng vậy thôi, giảm nó dễ giảm bù đấy, nó gần sàn rồi này, nó bắt đầu xuất hiện lực sàn của TSH rồi đấy. Mấy con khỏe mà trừ mấy những cổ phiếu lớn thì những cổ phiếu mà hàng đầu ví dụ như là Zmadep và lại RT kiểu như vậy chẳng hạn thì cái trend nó cũng là cái trend tăng rồi thì nó khác, còn những cái cổ phiếu mà đầu cơ mà nó giữ được thì chẳng qua là tạo lập người ta chưa muốn giữ giá thôi, thì còn khó mà gọi là để gọi là nó đi ngược thị trường được lắm. Chị đang phun tiền đây, đang lời 30% NAV mà phải bán cắt lỗ hả chị, còn lại 20% NAV tiếp không. Cầm full tiền nhưng không có điểm mua tới thời điểm hiện tại, cầm 10% mà không có điểm full cổ phiếu rồi. Hiện tại vẫn lời 10% mà vào vùng phải chữ là tạo đáy hình vùng này thì phái sinh hiện tại là nó đang ngưng rơi rồi, nhưng mà cơ sở thì nó vẫn đang ép bán đi, gần như đang ép bán khá là mạnh. Phái sinh thì nó đang chững lại đây, gặp những cái áp lực chốt lời. Đây là các bạn chú ý nhá, ấp gì thì ấp, hay là ấp rời ấp bụt thì một năm cũng có 1 đến 2 lần reset game anh chị nhá, để chúng ta đừng đừng thấy được nó lại, hạn chế tối đa thiệt hại thôi. Năm thì có 1 2 lần chúng ta làm sao chúng ta giảm sốc một tí thôi. VIX, BMH, SSI mà giảm như này thì vừa rồi. Nói chung là có thể là liên quan đến cái việc mà chưa, nếu mà nói về côn chéo thì chưa. Côn chéo thì phải là sàn một loạt thì mới côn chéo, ví dụ chiều nay chẳng hạn. Thì mới tính vào cái việc mà côn chéo cho đoạn này thì cổ phiếu vẫn bán được mà, nên là mã nào dính margin thì là chết mã đấy thôi, hoặc là anh chị nào margin cao thì người ta phải bán những cái mã cổ phiếu gọi là lỗ ít ra để mà giảm cái tỷ lệ margin của chúng ta, thì thường thường là những cái nghiệp vụ đấy thôi. Còn bây giờ liên quan đến côn chéo là chưa có, côn linh tung thì chưa có, đoạn này là hầu như là giảm margin. Đang cầm full cổ phiếu mà lời 10% mà chị à, vậy thì quá ổn rồi anh chị. Mua những cái cổ phiếu chắc là từ vùng đáy 0,80 thôi. Israel trả đũa Iran rồi, anh em quay lại thị trường. Tin nào sáng thì có rồi anh chị. Israel đã gọi là chưa chưa có thông tin chính thức anh chị, chắc cái việc trả đũa chỉ là báo Mỹ người ta đoán thôi, người ta kêu là góc nhìn thôi chứ cũng chưa phải gọi là chính thức là nói về cái việc đó, chưa có ai lên tiếng hết vì người trong cuộc họ chưa lên tiếng, Mỹ chỉ viết báo thôi.
Hôm nay là call margin chưa? Mình nghĩ là cũng chưa đi. Đúng không? Mình nghĩ là giảm. Còn kho thì cũng lâu, kho ngoài không biết đâu. Kho ngoài là chắc là phiên thứ ba là nó đẩy call được. Thì tới phiên này nữa tầm 10-15% là nó call hết rồi. Nhưng đoạn này mình nghĩ là kho ngoài cho nó cũng mọi người cũng không đánh căng đâu. Đoạn này thì có cái đoạn giảm sốc là giảm giảm nhiệt từ cái vùng 1290 Đúng xuống cái vùng giá 1250 rồi. rồi. Nhưng mà gây nói thật là nhịp này cũng cũng nhanh quá, 4 phiên mà đã giảm như này nhanh quá. Nhịp trước là giảm từ bao nhiêu, 1225 đến vùng giá 100 điểm đúng không, gọi là 90 điểm, cũng 4 phiên giảm 90 điểm. Nhịp này là từ 1280 đây là 4 phiên giảm 110 điểm. Mình mua đặc phương giá 38 rồi. Thôi đi đặc phương nó sàn. À, hết giờ rồi. Sao bảng điện Rồi, không hết nháy? giờ rồi. Nhanh quá. OK, thì Vũ cũng xin được gửi lời chào tới tất cả mọi người anh chị nhé. Chúng ta cùng xem là phiên giao dịch ngày chiều nay như thế nào. Còn là về việc bắt đáy thì mình không đánh giá là chúng ta sẽ thực hiện ở trong những cái giai đoạn như thế này đối với những anh chị nào mà chúng ta đang có cái tỷ trọng cao anh chị nhé, đang có tỷ trọng cao thì mình cũng khuyến nghị giai đoạn này. Tỷ trọng cao thì bây giờ anh chị ở sao tỷ trọng cao là khó xử lý thật. Còn là việc côn trong đoạn này thì mình thấy được là cổ phiếu giảm 15-20% thì chỉ có ai gọi là phun cứng từ vùng giá 1290 thì có nguy cơ thôi. OK, thì anh em xin phép gửi lời chào tới tất cả mọi người anh chị nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những cái bản tin buổi tối cũng như là cái video buổi tối. Còn bây giờ thì buổi chiều thì An cũng như là em Kỳ sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng với anh chị. Thế là chúng ta sẽ tiếp tục có những cái cập nhật để cho thị trường anh chị nhé. Còn anh chị nào mà cần có những cái tư vấn cũng như là những cái liên lạc trực tiếp thì mọi người có thể liên lạc với lại anh em qua cái số Zalo đặt trên màn hình. Còn bây giờ thì xin phép anh chị được là chúng ta nghỉ ngơi ăn trưa anh chị nhé. Rồi ok, anh chị mình có thể là chuyển qua luồng của buổi livestream trưa vào buổi chiều anh chị nhé. Anh em sẽ chuyển sang luồng đấy để tiếp tục livestream mọi người nha.